Kinh Đại Bảo Tích quyển 8, Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ. Pháp hội 3, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, phần 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đến thành Vương Xá, tại núi Linh Thứ cùng Trúc Tỳ Kheo đều đến hội họp. 42.000 Bồ Tát, 84.000 đại thánh thần thông tự tại, từ những cõi Phật ở 10 phương khác vân tập đến đây. Các vị này đã được pháp nhẫn không thoái chuyển, là bậc nhất sinh bộ xứ đã được tổng trì, biện tài vô ngại, đi khắp vô số cõi Phật ở 10 phương, dùng thần thông để tự an vui, và chúng sinh một lòng bình đẳng, tiêu trì oán địch. Hàng phục ngoại ma, rõ thấu cội gốc của chúng sinh trong ba cõi, vào khắp tất cả môn ba la mật đa, phương tiện khôn khéo, thường ở nơi yên lặng thảnh thơi, chư Phật ca ngợi tuyên dương công đức. Từ vô số kiếp các vị phụng hành Bồ Tát hạnh, tích lũy công đức sâu xa, đã từ lâu tâm bình đẳng như mặt đất. Trong vô số Phật độ tu tập thanh tịnh, để trừ những ấm cái, ra các chướng ngại, thân thể mạnh mẽ, ý chí như kim cang, oai đức như sư tử không hề khiếp sợ, ánh sáng hơn cả mặt trời mặt trăng. Suốt ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, đều thấu tỏ pháp phiền não, thâm nhập vào pháp duyên khởi vi diệu, truyền dạy không mệt mỏi, trừ bỏ hẳn tưởng thường hằng, chứng nhập tất cả tam muội chánh định. Chúng sinh mười phương nghe tiếng đều đến thưa hỏi, giáo huấn chúng sinh không đoạn tam bảo, tích đức vô lượng làm hưng thịnh Phật Pháp, vượt qua địa vị thanh văn chuyên giác, từ bi vô tận thương xót hướng đạo cho khắp chúng sinh. Đạt bốn phạm hạnh, bốn ân đầy đủ. Tùy thời khai hóa, chứng đặt ba môn giải thoát và tam đạt trí. Qua lại ba cõi như mặt trời mặt trăng, đi đến bốn châu như chuyển luân vương. Các vị dùng trí tuệ dũng mãnh độ sinh già bệnh chết, vào trong năm đường như đuốc sáng soi tối tâm. Tâm các vị không trụ trước như hoa sen mọc trong bùn. Công hạnh của các vị không tăng giảm, không thương ghét dường như hư không. Phụng trì tam tạng như thụ đại ấn của quốc vương. Các vị không chìm đắm với tám pháp của thế gian, vào trong tám nạn giáo hóa chúng sinh bị nguy ách, dùng trí tuệ chuyển pháp luân bất thoái, dẹp trừ loạn trược, hiển bày pháp không chân chánh, giáo hóa chúng sinh trong ba cõi đặt đến nhất thiết trí. 18 pháp bất cộng của Phật chỉ dạy cho chúng sinh ngu mê lìa ba độc như gió thổi mây tan. Dùng thuyền chánh pháp đưa chúng sinh thấy rõ 12 biển, thoát khỏi luân hồi sinh tử, đi đến ba xứ và 12 nhân. Các Bồ Tát trong hội có đầy đủ công huân như thế. Danh hiệu của các vị là Bồ Tát Nguyệt Thí, Bồ Tát Nguyệt Anh, Bồ Tát Tịch Anh, Bồ Tát Thủ Anh, Bồ Tát Quang Anh, Bồ Tát Quang Thủ, Bồ Tát Thủ Tịch, Bồ Tát Thủ Tịch, Bồ Tát Câu Tỏa, Bồ Tát Long Hân, Bồ Tát Long Thí, Bồ Tát Chấp Tượng, Bồ Tát Mật Thiên, Bồ Tát Duyên Thắng, Bồ Tát Duyên Thủ, Bồ Tát Thường Cử Thủ, Bồ Tát Thường Hạ Thủ, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Bảo Trưởng, Bồ Tát Phổ Thế, Bồ Tát Tố Vương, Bồ Tát Kim Cang Ý, Bồ Tát Kim Cang Bộ, Bồ Tát Bất Động Hành Tích, Bồ Tát Quá Tam Thế Độ, Bồ Tát Vô Lượng Tích, Bồ Tát Vô Lượng Ý, Bồ Tát Hải Ý, Bồ Tát Kiên Ý, Bồ Tát Thượng Ý, Bồ Tát Trị Ý, Bồ Tát Tăng Ý, Bồ Tát Thường Thảm, Bồ Tát Thường Tiếu, Bồ Tát Hỷ Căn, Bồ Tát Thiện Chiếu Oai, Bồ Tát Ly Cấu, Bồ Tát Khí Ác Thú, Bồ Tát Khử Chúng Cái, Bồ Tát Cực Tinh Tấn, Bồ Tát Trí Tích, Bồ Tát Thường Quán, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Tế Chí, Bồ Tát Sơn Đảnh, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Bất Thuấn, Bồ Tát Bất Mộ Lạc, Bồ Tát Bảo Thượng, Bồ Tát Bảo Tâm, Bồ Tát Tư Thiện, Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa, Bồ Tát Châu Kết Tổng, Bồ Tát Hào Vương, Bồ Tát Tịnh Vương, Bồ Tát Nghiêm Độ, Bồ Tát Bảo Sự, Bồ Tát Ân Thí, Bồ Tát Đế Thiên, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Đế Phỏng, Bồ Tát Minh Võng, Bồ Tát Dụ Thiên, Bồ Tát Tích Khoái, Bồ Tát Tý Thiện, Bồ Tát Bạch Tượng, Bồ Tát Hương Thủ, Bồ Tát Chúng Hương Thủ, Bồ Tát Sư Tử, Bồ Tát Anh Phổ, Bồ Tát Lợi Ý, Bồ Tát Diệu Ngự, Bồ Tát Đại Ngự, Bồ Tát Tịch Ý, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Phổ Thủ, Bồ Tát Đồng Chân. Như vậy có 8 môn, 4.000 vị đại Bồ Tát đều đến hội họp. Lúc bấy giờ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cao lớn uy nga, Đế Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên Long Thần, Atula, Kalula, Chân Đà La, Ma Hư Lạc, Kiền Đạp Hòa, cùng quyến thuộc đều đến hội họp. Long Vương A Đậu Đạt, Long Vương Hòa Luân, Long Vương Ma Na Tư, Long Vương Đa Châu,
Long Vương Tiết Sát, Long Vương Vô Lượng, Long Vương Tu Thâm và vô số trăm ngàn Long Vương khác, cùng các quyến thuộc đều đến, đều hội đến. Atula Vương Nhàn Cư, Atula Vương Tỳ Ma Chất Đa, Atula Vương Quyết Hà, Atula Vương Thuận Thọ, Atula Vương Anh Lạc, Atula Vương Cuồng Hoạt, Atula Vương Đoạn Tuyệt, Atula Vương Chấp Quỷ, cùng các quyến thuộc đồng đến hội họp. Quốc Vương Tần Bà Ta La ở nước Ma Kiệt Đà và cung nhân quyến thuộc đều đến hội họp. Các tỳ kheo ni, tín nữ, tín sĩ, tín nữ đồng đến hội họp. Chư thiên thần cõi dục, chư thiên cõi sắc cho đến tịnh cư thiên đều đến hội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì vô lượng vô số đại chúng mà thuyết pháp, tuyên nói công hạnh của các Bồ Tát đại sĩ. Pháp của Phật nói đây tên là tịnh tế quảng bố đạo nghĩa. Những gì gọi là Bồ Tát hạnh, dùng hạnh bố thí giáo hóa chúng sinh, cứu tế nguy hiểm ách nạn, tu hành giới cấm, biên mãn 10 điều lành, thực hành nhẫn nhục, đầy đủ tướng tốt, vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân, khẩn hành tinh tấn, đầy đủ tất cả công đức, thực hành thiền định, ý chí an hòa, tịch tỉnh chẳng nghĩ bàn, thực hành trí tuệ dứt những trần lao, thành trí tuệ thánh, giáo hóa những người chưa thông đạt, thực hành học rộng được vô ngại biện tài, không ngăn ngại, diễn thuyết trôi chảy, nghe người nghe liền tin chịu, thực hành công đức, khuyên chúng sinh làm vô lượng phước, thực hành thánh minh được vô lượng biện tài, thực hành tịch tỉnh phát khởi chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn, thực hành chánh quán trừ bỏ tà hạnh, những việc vô ích, thực hành từ tâm, thường tu nhân hòa chẳng tổn hại, thực hành bi tâm, muốn cứu giúp chúng sinh, trước sau chẳng nhèm. Thực hành hỷ tâm, dùng pháp lạc để tự vui, cùng giáo hóa chúng sinh khiến họ mộ đạo. Thực hành hộ tâm, dứt vô lượng tội, khai thị tội phước đem chánh pháp lợi mình, lợi người. Thực hành nghe pháp, trừ bỏ sự ràng buộc của các ấm, khiến không tự tại. Thực hành xuất gia, rời bỏ tâm ân ái mến luyến, cùng những thói quen thế tục. Thực hành nhàn cư, thành lập yếu nghĩa, chẳng thoái thất nhất tâm. Thực hành chí nguyện được tổng trì, chẳng quên chánh pháp đem giáo hóa chúng sinh. Thực hành tư niệm hiểu rõ, thông đạt tất cả. Thực hành du bộ, hiểu rõ ý nghĩa. Hiểu rõ nghĩa lý có lợi ích không tổn hại. Thực hành chỉ ý quán sát, sự đau đớn, sự đau ngứa nơi thân. Và tâm ý các pháp, thực hành ý đoạn dứt hết tất cả tội ác. Tu tất cả diệu hạnh. Thực hành thần túc, thân tâm nhẹ nhàng. Đến nơi nguy ách cứu nạn chúng sinh, thực hành các căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đều tịch tỉnh chẳng tán loạn. Thực hành các lực tiêu trừ trần lao, những lội quấy, thường kiềm chế được lấy mình và giáo hóa chúng sinh. Thực hành giác ấy pháp khinh an để đạt chánh hỷ, chánh kỷ. Thực hành đạo nghiệp vượt khỏi những đường tà của 96 phái ngoại đạo. Thực hành chân chánh thành tựu nhân nghĩa không mừng, không giận. Thực hành giải biện, thấy rõ tâm của chúng sinh, mà vì đó khai thị, thực hành tự quy, thân mình tự đạt chẳng mong nhờ người, thực hành thiện hữu công huân, thông tỏ dùng đức tuệ để tế độ, thực hành thuần tánh, luôn luôn hòa thuận không khi dối, thực hành đúng thời, vượt khỏi tất cả nạn, thực hành thánh hiền, hành động đặc biệt khác hơn mọi người, thực hành ngồi yên, thường phụng hành những pháp đã được nghe, thực hành bốn ân, nhóm họp đại chúng để diễn thuyết kinh pháp, thực hành chánh pháp, thuận theo giáo pháp của Tam Bảo làm cho chẳng đoạn tuyệt, khuyến trợ nhiều ít giáo hóa chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, thực hành quyền phương tiện đầy đủ tất cả bi trí. Đức Thế Tôn rộng tuyên tất cả nghiệp hạnh thanh tịnh của Bồ Tát như vậy. Lúc bấy giờ, Kim Cang Lực Sĩ, hiệu là Mật Tích, cầm Kim Cang sử đứng hầu bên phải Đức Thế Tôn, đến trước Đức Phật bạch Như Lai chỉ chân nói pháp yếu về những công hạnh thanh tịnh của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, đối với pháp mà Như Lai vừa nói, con quán sát suy nghĩ rằng tất cả hạnh nghiệp ấy đều là đức trí hạnh nghiệp của Bồ Tát. Vì sao? Về những hạnh nghiệp công đức ấy đều là chỗ vui thích của các Bồ Tát, dùng đó để nhiếp độ chúng sinh. Tuệ nghiệp đó Bồ Tát trong đời tạp loạn phần nhiều ưa thích. Nếu các Bồ Tát hiểu rõ công đức tu hành, tuệ hạnh là thực hành chân thật, chí thành đệ nhất. Vì sao? Vì những công đức tuệ hạnh là phương tiện thiện xảo Ba La Mật Đa, đầy đủ phước tuệ. Tuệ nghiệp này là trí Ba La Mật Đa của Bồ Tát, trong đó đầy đủ tất cả công hạnh,
công đức và trí tuệ khắp đầy đủ tất cả đạo hạnh của các Bồ Tát, mà ân đức khắp cứu độ chúng sinh vượt khỏi cảnh ma, đến bậc không thoái chuyển sẽ thành bậc vô thượng Bồ Đề. Các vị thấu tỏ pháp bổn, không thoái chuyển gần với chư Phật và đều đạt được bí mật tạng chánh yếu của Như Lai, tâm ý thông tỏ chưa từng vướng ngăn. Lúc đó Bồ Tát Thích Ý nói với Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, Mật Tích vừa nói hai sự nghiệp gần trí tuệ của Đức Như Lai, ông có thể thích an trụ tuyên dương nghiệp bí mật của Như Lai, đó là pháp chẳng phải bậc thanh văn, duyên giác biết được, huống là những hàng phàm phu. Lúc đó Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ im lặng chẳng đáp. Bồ Tát Thích Ý liền bạch, Bạch Thế Tôn, Mật Tích chẳng phải có thể chiếu cố đến chúng hội này mà diễn bày mật hạnh của Bồ Tát và pháp bí mật của Như Lai. Toàn thể chúng hội đều khát ngưỡng muốn được nghe đó. Nếu được nghe diễn thuyết pháp này, thì trong tâm của chúng hội tất sẽ rất vui mừng phụng hành Bồ Tát hạnh, sẽ thành tựu đầy đủ những sự mật yếu, tâm tánh sẽ điều hòa vào nơi vô thượng đại từ. Đức Phật bảo Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, ông có thể lãnh thọ trọng trách vì đại hội mà diễn thuyết mật hạnh của Bồ Tát và bí yếu của Như Lai. Chư Phật đồng hoan hỷ khuyến tấn ông tuyên nói đạo hành phẩm của các Bồ Tát, đại hội sẽ thích nghe. Kim Cang Lực Sĩ bạch, Bạch Thế Tôn, con có thể kham nhẫn chút ít vì đại hội mà tuyên thuyết mật hạnh của Bồ Tát và pháp bí yếu của Như Lai, mong Như Lai giúp oan thần. Nhờ Như Lai trợ tuệ quan, con mới dám vâng thánh chỉ của Phật để tuyên bày. Như lúc trời tối phải nhờ ánh sáng của ngọn đèn mới có thể thấy rõ hình sắc đẹp xấu và đến đi qua lại bốn phương đông tây nam bắc. Nếu được như vậy, con mới lãnh chỉ của Phật. Dầu chỗ biết của con ít kém thô thiển, cũng xin hoan hỷ diễn bày. Đức Phật nói, lành thay, đã phải lúc cho ông tuyên thuyết. Mật Tích nói với Bồ Tát Thích Ý, xin Ngài lắng nghe và cũng xin đại hội nghe mật hạnh của Bồ Tát cùng pháp bí yếu của Như Lai, chớ kinh nghi sợ sệt. Bồ Tát Thích Ý liền tuyên bố toàn đại hội. Đức Như Lai tuyên bố bốn pháp chẳng nghĩ bàn, do đây được thành đạo chánh giác vô thượng và thành bậc tối chánh giác. Những gì là bốn? Đó là đạo lập công nghiệp chẳng thể nghĩ bàn, chí nguyện chẳng thể nghĩ bàn, thiền định chẳng thể nghĩ bàn, chỗ làm của chư Phật không có ngàn mé. Đó là bốn pháp chẳng nghĩ bàn. Các vị nên biết, bốn pháp chẳng thể nghĩ bàn này là sở hành chẳng thể nghĩ bàn của Phật, là pháp tối tôn để thành chánh giác, nên gọi là bốn pháp chẳng thể nghĩ bàn. Các ngài nếu nghe những điều chẳng thể nghĩ bàn của các Bồ Tát và của chư Phật, thì chẳng nên có lòng sợ sệt, phải vui mừng hớn hở, hết lòng kính tin mới có thể đạt được đại đạo. Bồ Tát Thích Ý liền nhập chánh định làm cho tất cả đại hội nghe Phật Pháp không còn có người mang tâm phỉ báng, đều hoan hỷ, mọi người đều tập hợp về đạo tràng. Trời rưới các thứ hoa đúng theo ý muốn của đại chúng để rải cúng dường Phật, cũng rải khắp đại hội. Mật Tích nói với Bồ Tát Thích Ý, xin lắng nghe, khéo nghĩ nhớ, nay tôi sẽ tuyên bố mật hạnh của Bồ Tát và pháp bí yếu của Như Lai. Lời nói của Đức Phật và Bồ Tát rất thành thật, không quan niệm phân biệt để truyền đạo riêng khác, luôn thuận theo năm hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát không vua vậy, chẳng khi dối, chẳng cống cao. Lúc thị hiện tương ân thì biến hóa tự tại, do tâm tự tại chẳng phân biệt hạnh nghiệp, tà nịnh phi pháp, cẩn thận việc làm nơi thân, dùng oai nghi lễ tiết giáo hóa chúng sinh. Miệng không nói những lời hư vọng, oai nghi của Bồ Tát không thể hạn lượng. Theo hạnh nghiệp của chúng sinh, dùng tất cả oai nghi lễ tiết để có thể giáo hóa. Chỗ làm cũng như học vấn, tư duy, thuyền quán, âm thanh, ngôn từ đều làm cho được rành rẽ. Chỗ làm của nam, của nữ, hành động đi đứng, oai nghi, lễ tiết đều đúng theo lớn nhỏ. Đến trẻ nít còn bú mà đáng được giáo hóa, Bồ Tát cũng đều cẩn thận oai nghi. Với những hàng lão thành, trung niên, thiếu niên, đáng được giáo hóa đúng theo oai nghi lễ tiết, tôn ti, sang hèn, trí ngu, làm cho kẻ bích lấp được khai thông, người đần độn được tỏ thấu, việc làm nhiều ít đều đúng oai nghi lễ tiết,
Với người đáng được độ thì dạy dỗ khai hóa với các loài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời đồng, tán bộ chúng. Nhân phi nhân thì dìu dắt những kẻ đáng giáo hóa. Với hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, tính nam, tính nữ, đế thích phạm thiên, tứ thiên vương, chư thiên thần, ai đáng được giáo hóa thì dạy bảo họ. Bồ Tát đều biết rõ chúng sinh sâu cạn, dày mỏng, khó độ, dễ độ, đúng theo bệnh cho thuốc, mà vì họ thuyết pháp. Khiến người tham dâm, chẳng tham của cải, kiến lập oai nghi theo lễ tiết của họ. Bồ Tát ở nơi đó thường tịch nhiên vô vi, đem thân tu hành chẳng đời tịch mặc, hiển bày oai nghi nơi thân. Nếu có người tham lam ganh ghét, đều vì họ thì hiện tùy thời cứu tế, chẳng tiếc thân mạng. Bồ Tát thân hành thanh tịnh, thể diễn quang minh, những chúng sinh khổ não nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cứu tế họ khỏi nạn khổ, đặt họ ở nơi an ổn. Nếu có chúng sinh nhiều bỏng sẻn tham lam, Bồ Tát theo sở thích của họ, mà hiện những thứ trân bảo của cải, làm cho họ trụ nơi nghiệp lành. Cho đến theo sở thích của họ mà tự bố thí cho những đầu, mắt, da, thịt, gân, xương, tủy, não, vợ, con, ngựa, xe, tôi tớ, áo cơm. Nếu họ đòi món ngon vật lạ, áo mình tốt đẹp, Bồ Tát cũng đều làm cho họ vừa ý, để họ phát tâm lành. Bồ Tát vì chúng sinh mà hiện vô số thân, ở vô lượng thế giới mười phương. Nhân duyên phương tiện của Bồ Tát cũng không thể cùng tận. Theo cơ cảm hiện vô lượng thân khai hóa chúng sinh, đưa họ vào chánh pháp. Nếu có chúng sinh nhiều tham dục mê tình sắc, Bồ Tát hiện thân phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, làm cho người đó thích mến xem thường bảo châu, rồi hiện hôi dơ xấu xa đáng nhèm, kế hiện chết mất, dùng đó để diễn những pháp vô thường, khổ không, tất cả ba cõi như huyễn như hóa, không chút gì chân thật, làm cho người nghe tâm ý tỏ thông, bèn phát tâm vô thượng Bồ Đề, và được không thoái chuyển. Bồ Tát lại dùng một lọng báu che khắp cõi đại thiên, là có thể đem nhét vào trong hạt cải. Nếu lúc nạn lửa cháy đốt khắp thế giới, Bồ Tát có thể để tất cả trên bàn tay mình, thân Bồ Tát cũng chẳng lớn thêm. Bồ Tát có thể đồng thời cúng dường tất cả chư Phật ở mười phương, trước mỗi Đức Phật đồng thời đều có thân Bồ Tát. Bồ Tát có thể biến những hoa đẹp nhiều như núi Tu Di, bọc trong vạt áo hóa thành lọng hoa dân cúng Như Lai. Bồ Tát có thể biến một lư hương lớn bằng ngàn quả Phật, biến một ngọn đèn bằng núi Tu Di, ánh sáng chiếu hàng hà xa cõi nước, để cúng dường Phật. Bồ Tát dùng vải lụa quấn thân mình, rưới dầu làm ngọn đèn, tự đốt thân mình, ánh sáng chiếu khắp cõi đại thiên, làm cho chúng sinh, người thấy, kẻ nghe đều tưởng niệm đến cảnh giới Bồ Tát, mà phát đạo tâm vô thượng. Bồ Tát mặc áo giáp, hoàng thể, hiện thế lực lớn, tay cầm chày kim cang đứng hầu bên Phật. Mọi người sợ hãi phải quy y, đảnh lễ. Bồ Tát thể hiện lực sĩ thân chết thay sình, vất bỏ trong gò mã. Chim muôn đến ăn thịt. Những cầm thú này sau khi chết đều được sinh lên cõi trời. Có được như vậy đều là nhân duyên của Bồ Tát từ thuở xưa cho đến khi diệt độ. Duyên đó là gì? Vì bản nguyện của Bồ Tát tự thể rằng, giả sử có loài người hoặc muôn thú chim chóc, lúc ăn da thịt thay chết của tôi, đều thêm lớn căn lành. Họ sẽ được sinh lên cõi trời sau khi báo thân họ đã mãn. Thưa Bồ Tát thịt ấy, Ngài nên phải quan sát công hạnh tùy nghi hóa độ của Bồ Tát như vậy. Thở quá khứ lâu xa, cõi Diêm Phù Đề này rộng lớn có 84.000 nước, nhân dân đông nhiều, tự không tính đếm được. Thời kỳ đó loài người ăn mặc tự nhiên giàu có đầy đủ, châu báu vô số, nhà cửa tốt đẹp, hoa thơm trái ngọt xum xoe khắp nơi. Lúc đó có nhiều chúng sinh mang lấy bệnh khổ, đau nhức ngứa ngáy, kêu gào rên rỉ, trăm ngàn lương y không trị được. Lúc đó Bồ Tát hiện là lương y, trị lành bệnh cho mọi người, dùng tâm từ theo săn sóc người bệnh như tôi tớ. Lại thuở quá khứ lâu xa có thiên đế hiệu Thiện Tự Tại ở trên trời nhìn xuống thấy nhân loại bị nhiều bệnh khổ, thiên nhĩ nghe tiếng rên rỉ kêu khóc của mọi người, động lòng từ bi suy nghĩ, các người kia nay đang gặp nguy khó không có chỗ để nương tựa,
ta nay nên đến cứu tế. Với người không ai cứu giúp thì cứu giúp, với người không có chỗ nương tựa, làm chỗ nương tựa. Với người không biết trốn quay về, làm chỗ quay về. Bây giờ, tại cõi chim Phù Đề, có một nước lớn tên Cụ Lưu, Thiên Đế Bồ Tát, liền đến một nơi gần thành đó, hiện làm thân thú tên Nhân Lương, rồi hiện ra tiếng rao truyền giữa hư không để phổ biến cho tất cả mọi người trong cõi chim Phù Đề rằng, cách nước Cụ Lưu này chẳng xa, có một thú lớn tên Nhân Lương, ai ăn được thịt con thú này thì thoát khỏi được tất cả khổ. Các người chớ nghi ngờ sợ sệt, an lòng đến lấy thịt mà ăn. Thú không hung dữ, thịt sạch ngon, chính là thuốc hay trị các bệnh. Lúc đó tất cả người bệnh hoạn trong các xóm làng thôn ấp thành thị của nước đó, nghe âm thanh ấy đồng dắt nhau đến chỗ đó, thẹo lấy thịt thú Nhân Lương mang về ăn. Tất cả đều được lành bệnh. Thân thể của thú Nhân Lương thịt hoàn lại như cũ. Bây giờ khắp nước đều vang lên tiếng nói kệ của thú kia. Vì thệ nguyện thuở xưa, độ chúng sinh thành Phật, khiến tôi được diệu trí, cứu cánh không cùng tận, đều tập học cấm giới, dùng da thịt bố thí, dùng lời chí thành này, mau gặp đạo chánh chân. Tiếng đồn truyền ra, lần lượt những người bệnh ở khắp cõi với Phù Đề, đua nhau đến lấy thịt thú Nhân Lương để ăn. Ăn xong, thịt hoàn lại như cũ, thân thú Nhân Lương không hề tổn giảm. Chỉ trong 7 ngày mà thiên hạ đều khỏi nạn bệnh tật. Dầu mọi người được hết thân bệnh, nhưng những tâm bệnh như tham sân si vẫn chưa tiêu. Sau khi được khỏe mạnh an vui, mọi người nghĩ rằng chúng ta biết lấy gì để báo đáp ân nghĩa của thú Nhân Lương. Thiên hạ đủ nhau đến nước Cụ Lưu. Ở trước thú Nhân Lương đồng cung kính nói kệ rằng, hỡi này thú Nhân Lương, nhờ thịt người điều trị, thiên hạ khỏi bệnh khổ, lấy gì báo ân người? Liền lúc đó thú Nhân Lương ẩn mất, hiện trở lại thân Thiên Đế Thích Bảo đại chúng. Thân tôi ngày hôm nay chẳng cần nhà cửa ở, chẳng dùng đồ uống ăn, vàng bạc cùng trấn bảo. Chẳng dùng xe voi đẹp, chẳng màng xe ngựa hay. Hàng gái trai già trẻ nên đồng tâm hòa thuận, nên theo chánh bỏ tà, cùng làm 10 nghiệp lành, từ tâm đối với nhau, mến thương và giúp đỡ, xem nhau như ruột thịt, đối nhau như mẹ con, cho làm tổn hại nhau, là báo ân Nhân Lương. Lúc đó, đại chúng nghe lời dạy của Thiên Đế đều cảm động, phụng hành 10 nghiệp lành đầy đủ, thanh tịnh, không để thiếu sót, sau khi chết họ không đọa vào nạn ác thú, ba đường khổ, đều tự nhiên được sinh lên cõi trời Đao Lợi, lại được Thiên Đế khai thị thuyết pháp, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, được tâm không thoái chuyển. Thưa Bồ Tát tịch ý, Bồ Tát tu mật hạnh được thân thanh tịnh, chẳng thiết thân mạng, đem bố thí cứu khổ chúng sinh, sau đó khai hóa khiến họ hướng đến đạo vô thượng. Phật bảo Bồ Tát tịch ý: này tịch ý, các Bồ Tát hành các mật hạnh đều vững chắc chắn, không ai phá hoại được dường như kim cang. Thân Bồ Tát tan hoại vì muốn chúng sinh học theo đạo. Dầu ai muốn phá hủy đều không thể được. Chúng sinh vì theo Bồ Tát học pháp nên an trụ chỗ bất hoại. Giáo pháp của Bồ Tát này tuyên thuyết, lửa chẳng cháy được, dao chẳng chặt được. Thân Bồ Tát mạnh mẽ không ai hủy hoại được. Này tịch ý, thân của Bồ Tát thuận theo pháp luật dìu dắt chúng sinh. Tâm của Bồ Tát chẳng vắng bạc cũng chẳng vọng tưởng. Thân của tất cả chúng sinh, bản tánh đều không. Thân của Bồ Tát cũng vậy. Rõ biết thân mình, bản tánh là không. Bản tánh của tất cả pháp cũng là không. Các pháp bản tánh không. Biết thân mình quy về nơi bản không. Tất cả pháp cũng vốn không. Các pháp đã vốn không. Thân mình tự nhiên cũng quy về nơi không. Thân mình đã vốn không thì các pháp quá khứ, vị lai cùng hiện tại cũng không. Đã rõ các pháp quá khứ, vị lai hiện tại vốn là vốn không. Thân mình cũng không, chẳng lầm, chẳng loạn, chẳng trái nhau. Vì tất cả đều vốn không, nên những hành pháp quá khứ, vị lai hiện tại, năm ấm, 12 nhập, 18 giới, và các đại chủng đều chẳng trái nhau. Cho đến sinh tử cùng vô vi, cũng tự nhiên vốn không. Vì sinh tử vốn không chỗ sinh, vì không sinh nên vốn là không. Này tịch ấy,
đã là không thì bình đẳng không khác, vốn không tranh tụng vì vốn không trái nhau. Do đây nên gọi rằng Như Lai vốn không. Như Lai không hình tượng, toàn quy về bản thể không, vì khắp thị hiện tất cả sắc tượng, hình tượng Như Lai tất cả vốn không. Chính đây gọi là hình tượng của Đức Như Lai. Do đây nên Bồ Tát thị hiện tất cả sắc tượng, cho đến hiện tướng Như Lai, nhưng chưa từng tạo hiện hình tượng. Vì không hình tượng, không chống trái nên mới khắp hiện tất cả hình tượng. Tự quan sát thân mình, bản vô. Tất cả thân cũng bản vô. Tự quan sát pháp thân, tất cả các thân đều không có thân. Quán thân Như Lai hiểu rõ tất cả thân đều từ nhân duyên sinh. Vì rõ pháp thân bản lai không thân, nhân duyên cùng pháp thân bèn thành pháp thân, không ấm nhập giới, đại chủng thì gọi là pháp thân, thực hành bình đẳng tiêu trừ cảnh duyên của chúng sinh duyên ấy. Này Tịch Ý, như thần y Kỳ Bà hợp các thứ cỏ thuốc bệnh thành hình đồng tử trẻ đẹp, cũng đi đứng nằm ngồi, hoặc có vua quan hào tộc trưởng giả đến nhà Kỳ Bà để xem đồng tử do cỏ thuốc bệnh thành, rồi cùng nó ca hát đùa giỡn, bệnh tật của mọi người đều tiêu trừ được an lành. Này Tịch Ý, ông xem thần y Kỳ Bà trị bệnh cho thế gian, những y sư khác không thể làm được. Các Bồ Tát phụng hành pháp thân, nếu những chúng sinh nhiều tham sân si, không luận làm già trẻ nam nữ, cùng Bồ Tát gần gũi mến vui, thì phiền não trần lao đều tiêu dứt. Sự lợi ích này đều do bản nguyện đầy đủ của Bồ Tát. Này Tịch Ý, các Bồ Tát khéo tu pháp thân, thì các Bồ Tát này là pháp thân, không còn phải dùng ăn uống. Nhưng vì thương xót chúng sinh mà hiện ăn hiện uống, pháp thân của Bồ Tát chẳng tăng chẳng giảm, chẳng sinh chẳng diệt, không đầu không cuối, nhưng thuận theo tập tục mà hiện có sinh tử. Dầu hiện sinh tử, nhưng hiểu rõ tất cả pháp đều là không sinh, thì hiện có sinh để nói lên tất cả pháp là vô vi, là không hội họp. Dù có sinh nhưng đều là không sinh. Bồ Tát hoặc tự hiện thị hiện thân căn tàn tật, nhưng pháp thân chẳng hư tổn, dùng pháp tự vui hiểu rõ Phật thân. Này Tịch Ý, nếu người muốn hiểu biết Phật thân, nên hiểu rằng chính là thân hư không, không gì ngang hàng, là chí tôn trong ba cõi. Thí cho chúng sinh thân không có chỗ quy tụ, chẳng thể thí dụ, không gì sánh kịp, thân ấy thanh tịnh rời trần cấu. Phật thân vốn thanh tịnh, vốn không nhiễm ô, tự nhiên sáng sạch, trọn không lần, không trần lụy, tối tâm. Bản tánh nhân hòa đều là không sinh, thân đó vắng lặng, không hề thuộc nơi tâm ý thức. Thân đó tự nhiên như huyễn, như hóa, như sóng nắng trên đường, như trăng dưới nước. Thân đó đã rốt ráo không, vô tướng, vô nguyện. Thân đó cùng khắp mười phương hư không, tâm đều bình đẳng rõ thấu bản nguyện của ba cõi, không có tôi ta với tất cả chúng sinh. Thân đó không thể hạn lượng, không tạo tác, không tưởng niệm, không trụ trước, trụ nơi chân đế, không biến đổi. Thân đó không sắc tượng mà tự nhiên hiện sắc tượng, không đau đớn mà hiện đau đớn, tự nhiên không tưởng niệm mà hiện có tưởng niệm, không tình thức mà tự nhiên hiện các tình thức, không địa thủy hỏa phong mà hiện thân địa thủy hỏa phong. Thấu rõ tất cả pháp thế gian đều hư vọng, chẳng thật, mắt không chỗ thấy, ta không chỗ nghe, mũi không ngửi mùi, lưỡi không nếm vị, thân không cảm xúc, tiêu hẳn tình thức, ý không phan duyên, tâm chẳng chuyển dời, không tâm ý thức, hiểu rõ chân đế không có tiếng thoái. Này Tịch Ý, pháp thân của Đức Như Lai, nếu có Bồ Tát đến được thân này thì không công hạnh Bồ Tát nào chẳng đầy đủ. Hóa hiện thân mình khắp cả thành ấp xóm làng trong cõi đại thiên. Tất cả chúng ma đều không biết được việc làm của Bồ Tát. Hiện nay chẳng hiện, Bồ Tát hiểu rõ cả những nghiệp vi diệu. Dù không chỗ hiện mà hiện khắp tất cả cũng chưa từng có quan niệm ra làm. Cũng thấy nghe hay biết, có tu hành điều chi là để khai hóa chúng sinh, chẳng do sự hành động nơi thân mà mất bốn như ý túc. Vì lợi ích chúng sinh mà Bồ Tát hiện thân mình
để hiển bày nghĩa vô thường, khổ, không, và chẳng phải thân, thấu rõ các thân, bản tánh, tịch tỉnh, mà bề chúng sinh hiện thân hư hoại, thể hiện báo ứng thọ thân, thuận theo bốn pháp điên đảo, rõ biết thân mình như cỏ, cây, tường, vách, ngói, đá, về chúng sinh mà hiện thân thanh tịnh. Này tịch ý, ta từng làm Bồ Tát từ khi Phật, được Phật nhiên đang tọa kỳ đến nay, dùng mật hạnh ẩn thân thanh tịnh, dầu miệng có tuyên thị những, nhưng đều không ngôn thuyết. Lại nữa này tịch ý, Như Lai thuyết pháp thuận theo thời nghi, do được tự tại nên thân Bồ Tát bí mật, chỉ lược nói những điều cốt yếu để tuyên bày sự tịch tịnh bí mật của thân mình. Giả sử muốn thuyết minh đầy đủ, đã qua hàng xa kiếp cũng không thể trình bày hết. Lúc đó Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ bảo Bồ Tát tịch ý, thế nào gọi là bí mật? Bồ Tát dùng lời nói thanh tịnh thuận theo mỗi loài chúng sinh, cho đến trong tất cả loài cầm xúc, Bồ Tát cũng hiện ra bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu lời, bao nhiêu tiếng, thuận theo chỗ hiểu biết của mỗi loài mà diễn giải giáo pháp, cùng mọi loài chuyện vẽ nhau, nói những việc khổ vui thiện ác. Tiếng nói của Bồ Tát không chỗ nào chẳng suốt chẳng đến, hoặc ca hát, hoặc giận mừng, đều thuận theo tiếng nói của mỗi chúng sinh mà tùy nghe dạy dỗ. Bồ Tát biết rõ tâm ý mỗi loài có thể tin pháp gì, ưa thích hạnh gì, rồi thuận theo đó mà làm cho họ được vào đạo. Bồ Tát tịch ý hỏi Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ. Âm thanh của Bồ Tát giáo hóa như thế nào? Mật Tích nói, tùy theo tất cả âm thanh của chúng sinh, lại chỗ tùy thuận của Bồ Tát không có hạn lượng, chúng sinh trong các loài, tâm niệm đều riêng khác, tiếng nói cũng chẳng đồng, không thể tính kể xiết. Bồ Tát đều thuận theo tâm niệm và tiếng nói của mỗi loài, do vậy nhưng Bồ Tát vẫn không nói năng, chính đây gọi là suốt đến tất cả âm thanh của tất cả chúng sinh, đồng thời hiểu rõ là vô sở hữu, cần phải quán rằng tất cả âm thanh ngôn từ của Bồ Tát đều là chẳng thể nghĩ bàn, lời nói không có chỗ tận cùng, đây là Bồ Tát tùy thời, nghi, giáo hóa không thể lấy gì để ví dụ được, là chẳng nghĩ bàn, là vô cùng vô tận, tự tại tuyên thuyết vô số ngữ ngôn, hoặc nói tiếng đế thích, tiếng phạm thiên, tiếng tứ thiên vương, tiếng trời, rồng, thần, tiếng A Tu Luân, chân Đà La, kiền Đập Hòa, ma hưu lạc, nhân phi nhân, tùy theo âm thanh thượng, trung và hạ, hay dở tốt xấu đều làm cho tất cả được vui mừng, kính tin chánh pháp. Nói xong Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói kệ tụng rằng, dùng ngôn ngữ ấy giải quyết đa nghi, thuyết giảng vô số pháp độ chúng sinh, trị bằng tâm từ và bằng lực bi, rộng giảng tuyên thuyết, lòng người đều vui, thiên đế hội họp, cất tiếng dịu dàng, tiếng này điều hòa hơn mọi âm thanh. Hòa theo kỹ nhạc, dùng giọng yêu thương, nhân dịp này nói, lời kinh dạy rằng, tiếng tốt dịu dàng như tiếng na la, âm thanh như vậy, thảy đều đầy đủ, tham nghe hết tham, dâm tâm không khởi, tất cả sơn thần đều thích âm nhạc, nghe tiếng dịu âm như nhạc ở non. Ở tại cõi dục, thanh âm chư thiên, thảy đều khởi theo, thật đáng ưa thích, tiếng pháp âm ấy theo thời phương tiện. Hoặc ca hoặc tụng, tiêu trừ tham sân, dẹp bỏ nghi mạng và tánh tự cao, đã nghe tiếng ấy trở về tựa nương để nghe đạo màu của Bồ Tát nói. Ở tại cõi sắc, tất cả chư thiên đều vui hân hoan tâm ý của họ, do đã được nghe ngôn giáo diệu kỳ, vui đẹp phát tâm, nguyện thành Phật đạo. Rồng kiền Đà La và tám bộ chúng nghe tiếng pháp này, tựa muôn loại nhạc. Khi Bồ Tát nói âm giáo diệu kỳ, chúng sinh đều thích, tâm vui phấn khởi. Tiếng ấy chứa đầy vô số âm thanh, thiên hạ chim phù, nơi người dân ở. Tiếng ấy khắp vào tất cả chúng sinh, nếu được nghe qua, đều được độ thoát. Thiên thần hư không, thần ở đại địa, tiếng Bồ Tát đến, đều tới nơi kia, để nghe lời dạy không ai không vui. Giải quyết chỗ nghi, tâm đều hoan hỷ, chim loan hồng học, cưu nhạn oan ương, nhiều quả chim công, loài chim trên núi, dưới nước, trên bờ, nếu nghe tiếng này, đều được vừa ý.
lồng đều vui đẹp, sư tử, hổ lang, gấu, beo, khỉ, vượn, hươu nai, chuồn cáo, voi, ngựa, chó, heo, cừu, dê, trâu, bò. Ở rừng, ở nhà, nghe được tiếng này, hân hoan khải ý, bốn chân, hai chân, các loại hình mạo, hoặc có nhiều chân, hoặc không có chân, đều vui nghe pháp, hiểu rõ âm thanh, đều sinh tâm hối, bỏ các tà nghiệp. Trong cõi đại thiên, các nước nghe tiếng, các quan, vua quan thứ dân, giàu sang hạ tiện, địa ngục ngạ quỷ và loài súc sinh, chư thiên và người, nghe các loại tiếng, bỏ tà vọng kiến, chí niệm chí chân, cũng không tưởng cầu, không còn tranh tụng, vâng theo thiện nghiệp, chi tâm giữ đạo, lời pháp khiến họ theo đúng thời tiết, tự thân chuyên nhất, nhẫn vì chúng tịnh, do lời dạy ấy trăm ức quốc gia, theo đó thông đạt, vô số ức người không nương tài nghiệp, tâm không sở hữu. Tại các quốc độ, có loài quỷ ma, nếu chúng được nghe tiếng hòa nhã ấy, thương yêu lẫn nhau, cứu độ như thế, đi đứng ra vào, đều là độ chúng. Giả sử chúng sinh có trăm ngàn ức, tâm có hoài bão, vô số chí niệm. Nghe lời nói này, thảy đều thông suốt. Nho nhìn ngón tay, cúi đầu lễ lại, nằm ngủ điếc câm. Nói chẳng ra lời, không chân quỳ thọt, bệnh tật nặng nề. Thanh âm của Bồ Tát, vi diệu tốt lành. Lời giảng hòa nhã, cực hay cực tịnh. Tâm họ luôn nhớ, bụi trần hiểm nguy. Lời Bồ Tát dạy, nếu ai được nghe, vô số phiền não thể đều tiêu diệt. Pháp âm thanh tịnh, khai hóa chi muôn. Lòng vui mát mẻ, lời Bồ Tát nói, chúng sinh đều nghe. Kinh pháp chư Phật và của thánh chúng, bố thí trì giới, thực hành nhẫn nhục, tinh tấn nhất tâm, và pháp trí tuệ, dạy giữ trong tâm, công hạnh Bồ Tát, ức trăm ngàn kiếp, khó thể nói hết. Không thể tận cùng, tâm từ vô lượng, duyện thuyết Phật âm, vang mười phương cõi. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 9, Hán Dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư, Trúc Pháp Hộ. Pháp hội 3, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, phần 2. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, thưa Bồ Tát Thích Ý, miệng Bồ Tát chưa từng nói ra những lời nhiễm ô, lời ác, lời bất nhân, lời sân hận, ngu si, cũng chẳng nói lời vô nịnh, lời kết oán, lời cợt đùa, chế giễu. Lúc Bồ Tát nói, chẳng cười vô lối, chẳng thốt ra lời châm chọc, lời thô bạo. Lòng Bồ Tát không hề có quan niệm não hại, chấp trước, tranh đấu, bực tức, ỷ thị, cống cao, buông lung, trái ý. Không lúc nào Bồ Tát đã mất nghi tiết. Lỗi thời không tham dục độc ác, thân thể Bồ Tát toàn vẹn, thanh âm viên diệu, tâm không thiên lệch bè phái. Không che giấu, chẳng oán hiềm, chẳng tà kiến, chẳng chấp tôi ta, chẳng khuấy rối người. Bồ Tát không truyền rao lỗi của người, chẳng thất ngôn, thường nhẫn nhịn, luôn hòa thuận, bỏ hành vi phi pháp, không coi rẻ chánh pháp, chẳng ca ngợi người của mình, chẳng phá hoại bạn của mình. Mình được điều tốt, điều hay, chẳng lấy đó làm vui thích. Thấy người khác được khen tặng, chẳng ganh hờn, chẳng hủy báng người trí, chẳng khinh khi người hiền, chẳng buộc tội người, chẳng tìm chỗ chở của người, xuyên dạy bảo người chí nguyện cầu đạo vô thượng. Thưa Bồ Tát Thích Ý, đây là Bồ Tát ngôn hành tương ưng, tinh thần, dũng kiện, công đức báo ứng, chỗ làm chắc chắn, lời nói chí thành, thực hành đúng như lời nói. Giả sử có người đến dưới cây to, đứng quan sát rồi hỏi người khác rằng, anh biết cây này có bao nhiêu lá chăng? Người đại trí chẳng nhìn cây, cũng chẳng đếm số mà có thể nói đúng số lá như người đã đếm. Đối với đạo đức, người trí chẳng suy lường liền biết số lượng. Ở giữa đại chúng nói bày rành rẽ lời nói của người này cùng người đại trí kia. Trước kia đồng nhau không khác. Nếu có người hỏi, cát trong sông lớn có bao nhiêu hạt, nước trong sông lớn có bao nhiêu thăng, về việc này chỉ bậc đại tánh mới biết. Cho chư thiên, cho đến trời trồng, tán bộ chúng, loài người, đến bậc thanh văn duyên giác đều không biết rõ, duy chỉ có Phật Thế Tôn mới biết rõ được. Cứ theo đây để quan sát,
Đức Như Lai chỉ chân, đẳng chánh giác, trí tuệ không thể tính lường, tuyên thuyết vạn ức âm thanh âm, chúng sinh đều được nghe, đều được hiểu. Thưa Bồ Tát Tịnh Ý, thời quá khứ có một vị thần tiên, hiệu là Lâu Di, thường ở dưới cội cây Nhân Hiền, trọn 12 năm vừa quan sát vừa đếm lá cây. Sau đó có Phạm Chí tên Tịch Nhiên đến dưới cây Nhân Hiền, thấy Đại Tiên ngày đêm quan sát cùng đếm lá cây. Phạm Chí hỏi nguyên do, Đại Tiên bảo rằng tôi đếm lá cây để biết có bao nhiêu lá. Lúc đó Phạm Chí Tịch Nhiên chẳng nhìn cây, chẳng đếm lá mà nói kệ rằng, có 8.000 cây, 8.000 ức lá, cành có 9.620, lòng có 5 cành, 250, nụ có 6.660. Thánh sư muốn biết số lá bao nhiêu, đếm theo nhánh cây, số lá phân bố, thì biết rõ ràng. Xin thưa như vậy, Đại Tiên nếu nghi, xin đếm lại đó. Đại Tiên Lâu Di khen ngợi, lành thay, ông nói thật đúng như số lá cây. Ông không tính đếm mà biết rõ số lá cây đúng như của tôi đã từ 12 năm tính đếm. Xin Phạm Chí vui lòng cho tôi biết duyên cớ vì sao chẳng xem, chẳng đếm mà lại biết như tôi đã tính đếm. Phạm Chí nói, thưa Đại Thiên, chẳng phải người cũng chẳng phải trời giúp tôi, do tôi chí thành tu tập chánh hạnh, cũng theo đế lý chân thật, không phân biệt đấu tranh. Thưa Bồ Tát Thích Ý, thần tiên Lâu Di tuổi xưa chính là Tôn giả Xá Lợi Phất, Phạm Chí Tịch Nhiên là Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hiện nay. Cần phải giữ gìn lời dạy chân chánh tuyệt đối này, trụ nơi pháp trí đúng với pháp nghi. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, nghiệp hạnh Bồ Tát rất mật, rất vi mật, trí tuệ vô cực, vô lượng, vô hạn, thuận theo thời nghi mà thị hiện, không thể nói, không thể nghĩ lường đến được. Thưa Bồ Tát Tịnh Ý, những gì là tâm mật? Tâm niệm thanh tịnh, chẳng mất thần thông, dùng trí tuệ thần thông để tự vui, lúc thị hiện luôn trụ nơi thần thông. Hành đại bi, dùng thần thông, biến hóa vô số, vô lượng, hiển bày tất cả. Ở trong nhà trí tuệ, đế lý thần thông, mắt thấy rõ tất cả pháp, đây là trí tuệ thần thông vô cực chánh chân, hiện khắp tất cả của Bồ Tát. Trí tuệ thần thông này hiển hiện các hình tượng, các sắc thân, vẫn không có sắc. Bồ Tát dùng trí tuệ thần thông hiển hiện những thanh âm. Bồ Tát có thể quan sát tất cả tâm niệm tư tưởng của tất cả chúng sinh, theo căn lành của họ mà tùy thời nghi khai hóa, luôn nhớ nghĩ không bao giờ quên sót. Bồ Tát không quan niệm khứ lai mà hiện thần túc vô ngại đi khắp ba cõi chẳng chướng chẳng trệ, không chấp trước, không tạo lập. Trí tuệ thần thông của Bồ Tát dứt tất cả hữu lậu, chỗ thấy biết sâu xa huyền diệu, thể hiện vào sinh tưởng để độ đời. Trí tuệ thần thông của Bồ Tát siêu việt tất cả hàng thanh văn duyên giác. Ngồi dưới cội Bồ Đề, hàng phục quân ma, thấu hiểu tất cả Phật Pháp, thuận theo thời nghi chuyển chánh pháp luân, khai hóa tất cả chúng sinh, đưa họ vào luật pháp đến bậc nhất sinh bổ xứ. Thưa Ngài Tịch Ý, đây là tâm hạnh thanh tịnh bí mật của Bồ Tát. Nếu tâm chân thật thanh tịnh thì trọn vô trụ vô quy, thường hỷ lạc, an thích điều hòa, rốt ráo lành tốt, nhập phổ tuệ tam muội, chẳng diệt độ hẳn, chẳng nhèm cõi dục. Giả sử Bồ Tát sinh trong cõi dục vẫn không đắm trước, chẳng bị ràng buộc, chẳng có kết sử. Vì sao? Vì Bồ Tát đã khỏi hẳn tất cả vọng tưởng, sạch trần cấu, không điên đảo, không chấp trước, đã thoát sinh già bệnh chết. Giờ Bồ Tát hiện có sinh mà vẫn không sinh, Bồ Tát trụ nơi đại thừa để thành tựu tất cả Phật Pháp, dùng đây cứu độ tất cả chúng sinh mà vẫn chẳng thể nắm bắt, không cứu, không hộ, rõ tất cả Pháp của chư Phật, tất cả các pháp đều quy về Phật Pháp. Tất cả pháp đều là tất cả Phật Pháp, tất cả Phật Pháp là tất cả pháp, chẳng phải pháp cũng chẳng phải phi pháp. Vì sao? Về tất cả pháp bản lai chẳng thể nắm bắt, không xứ sở, không số, không lượng, rồi biết tất cả pháp vốn không nương tựa, tất cả pháp không cầu, không được. Bồ Tát thấy có được vẫn không có tâm mừng lo,
vì không tâm mừng lo nên không chướng ngại, không trụ trước, vì không trụ trước nên không có tôi ta, vì không tôi ta thì không lãnh thọ, vì không lãnh thọ thì không tranh tụng, vì không tranh tụng thì không loạn động. Không loạn động chính là pháp của bậc Sa Môn. Tâm Bồ Tát bình đẳng như không, chẳng đọa dục giới, chẳng ở sắc giới, chẳng trụ vô sắc giới, tất cả đều không trụ trước, không khen, không chê, vì tất cả pháp đều chẳng thể nắm bắt. Đây là tâm mật của Bồ Tát. Thưa Bồ Tát Thích Ý, tâm mật của Bồ Tát thực hành đại từ vì không chấp tôi ta, thực hành đại bi vì không có chúng sinh, thực hành hoan hỷ vì không có mạng sống. Bởi thế độ nên rõ thấu không thọ mạng, thực hành bốn cách bố thí vì tâm không xen lẫn, phụng hành cấm giới vì tâm điều hòa, thực hành nhẫn nhục vì tâm bất động, tu hành tinh tấn vì tư duy tịch tỉnh, nhất tâm chánh định vì tâm vô trụ, biết rõ thánh tâm vì không chỗ làm, tu bốn niệm xứ vì không ý không niệm, thực hành bốn chánh cần vì tâm hiểu rõ chẳng sinh chẳng diệt, thần túc bay đi vì tâm rộng rãi không ngàn mé, dốc lòng chánh tính vì tâm không trở ngại, nếu tu tinh tấn thì tâm hành phẳng lặng, trụ nơi chánh niệm vì tâm hành được tự tại, trụ nơi chánh định vì tâm bình đẳng vô phân biệt, trụ nơi trí tuệ vì tâm không vọng tưởng, thế lực tự tại vì thuận theo nguồn tâm, dùng ý giác sát vì có tuệ phân biệt, phụng hành đạo nghiệp vì tâm không chỗ tưởng, tâm ý vắng bạc vì đạm bạc không suy tư, quán sát nội tâm vì chỗ thấy biết không chấp trước, tu hành thánh hiền vì hiểu tâm rốt ráo. Tâm thường niệm Phật vì trí tuệ sáng suốt, không có vọng tưởng, tâm suy gẫm đại đạo vì chí nguyện vô lượng, thường niệm chánh pháp vì tâm bình đẳng, thường niệm thánh chúng vì tâm vô trụ dạy dỗ chúng sinh, tâm thường thanh tịnh vì hộ chánh pháp, thuận theo pháp giới vì tâm không biến hoại, thanh tịnh Phật độ vì tâm đồng hư không, đầy đủ tướng tốt vì tâm không phân biệt hình tướng, thường trụ nhẫn nhục vì tâm không điên đảo, trụ bậc không thoái vì tâm không thoái chuyển, trang nghiêm đạo tràng vì ở trong ba cõi mà tâm chẳng nhiễm ô, hàng phục nghiệp ma vì tâm nhiếp tọ chúng sinh, đem đạo pháp truyền dạy vì tâm bình đẳng hiểu biết tất cả pháp, thường chuyển pháp luân vì pháp không chuyển, tâm không thoái chuyển nơi niết bàn, giải thích nguồn sinh tử vì tâm bình đẳng tự nhiên. Thưa Bồ Tát Thích Ý, nếu Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn thì tâm rất bi mật, rất thanh tịnh, tâm đã thanh tịnh thì hiểu rõ và đi vào tâm thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Tâm của chúng sinh vào nơi đạo tâm mê bị chiếu sáng, như hư không bình đẳng vào khắp tất cả những pháp hữu hình vô hình. Đạo tâm vào khắp tâm hành của tất cả chúng sinh cũng như vậy. Lúc mật tích Kim Cang Lực Sĩ diễn thuyết thân khẩu tâm mật chẳng nghĩ bàn của Bồ Tát có 72.000 các vị trời người phát tâm vô thượng chánh chân, 32.000 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, 14.000 người xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh, 8.000 tỳ kheo tâm ý vô lậu. Liền đó cả đại thiên thế giới chấn động sáu cách, ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương. Giữa hư không, mưa các thứ hoa, các thứ nhạc khí tự nhiên hòa tấu. Trong tiếng âm nhạc diễn ra những lời như vậy, những ai nghe được pháp của mật tích Kim Cang Lực Sĩ này diễn nói, nếu có lòng ưa thích kính tinh, thì sẽ được thọ ký, sẽ mến thích kính điển và thọ trì độc tụng. Vì người giảng nói, chẳng thoái đạo tâm, sẽ phun trồng những công đức lành. Những người này đã từng cúng dường vô số chư Phật lợi ích chúng sinh. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Thích Ý, ông có nghe những lời diễn nói của âm nhạc đó chăng? Bồ Tát Thích Ý thưa, bạch Thế Tôn, con nghe rõ, do ai thần của ai mà có tiếng nhạc như vậy? Phật bảo Bồ Tát Thích Ý, này Thích Ý, đó là Lôi Âm Bồ Tát từ nước Vũ Thị của Phật Lôi Âm Vương, để thế giới ta bà này để ra mắt đảnh lễ ta, muốn hỏi pháp yếu và muốn nghe giáo pháp bí mật của Như Lai, nên ẩn thân trên hư không, rải hoa cúng dường Phật và kinh pháp, cùng làm tiếng âm nhạc nói ra những lời như vậy. Đức Phật dạy vừa dứt tiếng, Bồ Tát Lôi Âm từ hư không hiện thân xuống cúi đầu lễ chân Phật, đi nhiễu Phật bảy vòng ở trước Phật bạch. Bạch Thế Tôn, Lôi Âm Vương Như Lai kính lời viếng thăm vô lượng, Thế Tôn có đi đứng an lành, ngồi nằm khỏe khoắn không? Đức Phật bảo Lôi Âm Bồ Tát, lành thay chánh sĩ, ông cố ý đến thăm viếng Như Lai, muốn được nghe kinh pháp bí mật.
Hiện nay Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ thừa oai thần của Phật mà tuyên thuyết pháp yếu. Lúc đó trong đại hội có các Bồ Tát tự nghĩ, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ này chưa nhóm công đức từ đời nào, phát đạo tâm ở chỗ Đức Phật nào, phát nguyện như thế nào mà hiện nay được biện tài rộng lớn như vậy. Đức Phật biết tâm niệm của chúng trong đại hội, liền bảo Bồ Tát Tịch Ý. Về thời quá khứ vô số, chẳng nghĩ bàn kiếp, có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Huân Bảo Cẩm Tịnh Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác Thế Tôn, hiện ra nơi thế giới trang nghiêm trong kiếp thiện kiến. Cõi nước của Đức Phật ấy có oai đức khác thường, nhân dân đông nhiều, giàu có an lạc, mặt đất bằng phẳng, không có cát đá gai góc, thuần là ngọc báu như lưu ly, thủy tinh, minh châu, san hô, hộ phách, sa cừ, mạ não. Mặt đất mềm nhuyễn như y phục của chư thiên, hương thơm ngào ngạt thêm ánh sáng màu rất đẹp, cỏ mọc tươi tốt, mềm dẻo, để trên đó êm mát như tấm thảm cõi trời, khí hậu ôn hòa, không quá lạnh, quá nóng. Người nước đó tánh tình, nhân từ, hòa nhã, thân khẩu ý đều tịch tỉnh, phiền não mỏng nhẹ, tất cả đều có oai lực tự tại, nghe pháp đều hiểu nghĩa. Pháp hội của Đức Phật đó có 12 ức đại tỳ kheo, 32 ức đại Bồ Tát. Đức Phật đó trụ thế 36 ức tuổi. Trong nước trang nghiêm, có 4 thành lớn tên khoái kiến, mỗi thành vuông rộng 80 muôn dặm, cách nhau 400 dặm. Trong mỗi thành có cả ngàn quận huyện, thời tiết điều hòa, ngũ cốc sung túc, nhân dân thân cao 4 dặm. Nơi đại thành khoái kiến ở 4 mặt lại có các nội thành đều tên Thanh Tịnh, là nơi vua ngự, mặt đông và tây ngang rộng 2.560 dặm, mặt nam và bắc ngang rộng 1.280 dặm. Mỗi thành có 1 vạn quận huyện, 1 vạn khu vườn để du ngoạn vô cùng thanh tịnh, do bảy báu hợp thành. Trong thành có chuyển luân vương hiệu Dũng Quận, đầy đủ 7 thứ báu như kim luân, bạch tượng, ngựa xanh biếc, minh nguyệt thần châu, vợ ngọc nữ, chủ tạng thần, chủ binh đại tướng, vua cai trị cả 4 châu thiên hạ. Vua đã từng cúng dường quá khứ chư Phật phát tâm vô thượng bồ đề, được tâm không thoái chuyển. Ở giữa thành khoái kiến có 1 lâu đài rất to lớn, mỗi mặt ngang rộng 640 dặm, cho 7 thứ báu tạo thành, có 7 vòng tường vách vây quanh, 7 lớp đường đi, 7 lớp lụa báu phủ quanh, lại có 7 lớp hào. Trong lâu đài có 4 vườn cây ăn trái, trổ hoa xinh tươi. Vườn thứ nhất tên Diệu Hoa, vườn thứ hai tên Công Huân A, thứ ba tên Sơn Hà, thứ tư tên Xuân An. Có 4 chiếc ao đầy nước, mỗi ao ngang rộng 20 dặm, đều có lan can do bảy báu làm thành, ao làm bằng tử kim. Các ở đáy ao bằng tử kim lưu ly, nước 8 vị hợp sinh ra hoa báu, các loại chim thiên nga, uyên ương bơi đùa trong ao. Ao thứ nhất tên là Thí Tài, thứ hai tên Thượng Quật, thứ ba tên Thượng Hương, thứ tư tên Diệu Ngự. Có 76.000 cung nữ ở trong cung, đều đẹp như ngọc nữ cõi trời, đoan chánh, mỹ lệ vô cùng. Ngọc nữ báu, chánh hậu của vua, cũng các cung nữ đều phát tâm vô thượng bồ đề. Vua có 1.000 thái tử đều xinh đẹp, đủ 28 tướng tốt, sức lực mạnh mẽ, tánh ích, nhân hòa, cũng đều phát tâm bồ đề. Thời đó Đức Phật Vô Lượng Huân Bảo Cẩm Tịnh Vương đi đến thành Thanh Tịnh. Vua Dũng Quận suốt 1 ức năm cúng dường Phật và đại chúng Bồ Tát, thanh văn, nhận y phục, đồ uống ăn, thuốc men, đồ nằm, nhà cửa, giảng đường, tịnh xá, cùng vườn tuộc suối ao. Mỗi vị tỳ kheo, vua sai 2 người theo hầu hạ. Ngàn vị vương tử thường chí tâm cúng dường Phật và thích nghe kinh pháp, chẳng ưa ái dục, bỏ việc chơi đùa, vì chí tâm chẳng phóng dật, tọa trì kinh điển nên không bao lâu đều được 5 thứ thần thông. Khi được thần thông rồi, ngàn vương tử như ngỗng chúa bay vọt lên hư không, tự tại vô ngại, bay khắp tất cả quận huyện, các thành, các nước, cho đến 4 châu thiên hạ. Đến đâu các vương tử cũng đều vì đại chúng mà tuyên thuyết kể rằng: chư Phật hiện ra đời, lâu xa khó gặp gỡ, sinh làm người thế gian cũng là rất khó được.
Mọi người nên chí thành đều tinh tích nghe kinh trong trăm ngàn ức kiếp, lại càng khó gặp gỡ. Nay Như Lai Thế Tôn đã hiện ra trong đời, muốn mọi người được độ nên nói những kinh pháp. Chúng tôi gần bên Phật, thưa thỉnh được dạy dỗ, cầu trí tuệ sáng suốt, phụng hành lời Phật dạy, do thọ trì kinh pháp thoát khỏi các ác thú, được thêm lớn căn lành, ở nơi chỗ rất an, vì được nghe chánh pháp tiêu trừ các trần lao, do được tuệ đa văn nên được chân chánh pháp, đem pháp đã được nghe tiên dương vị cam lộ, do đây hiện điềm lành, đất chấn động sáu cách, tuyên bố cùng trời người, chư thiên đồng ca ngợi, đồng thời rải hoa trời, hoa kia đủ các loại, chúng sinh đều đến hội, số đông chẳng thể lường, Đấng Chí Tôn khai hóa đều được vào thánh đạo. Đại chúng cúi đầu lạy nơi chân Đức Thế Tôn rồi đều đứng chắp tay, cung kính hầu bên Phật. Như Lai Thiên Nhân Sư thấy rõ lòng đại chúng, tùy thời nghi căn tánh đem kinh pháp dạy truyền tất cả đại chúng kia. Được nghe pháp Phật dạy, 36 ức người đồng phát tâm vô thượng, lại có 300 ức người nghe chánh pháp âm, thấy rõ tất cả pháp, được pháp nhãn thanh tịnh. Những người đó đều nhàm gia nghiệp cùng tục duyên, ở trong pháp hội kia xuất gia tu học đạo, lại có vô số chúng, ức tỷ triệu muôn người. Đến pháp hội nghe kinh, quy y làm tín sĩ, sau khi nghe kinh pháp, cúi đầu lạy chân Phật, đồng chắp tay từ biệt, lễ Phật trở về nhà. Này tịch ý các vị vương tử đó cùng chữ Lương Vương xây dựng lầu đài bằng gỗ chiên đàn, rộng lớn thanh tịnh trang hoàng cực đẹp, cửa nẻo đều bằng châu báu, vua cho đốt một thanh gỗ thơm ngưu đầu chiên đàn, mùi hương bay khắp thiên hạ. Tòa lâu đài bằng gỗ ngưu đầu chiên đàn ấy vô cùng to lớn, suốt 400 dặm đều được trang hoàng hiện sức thần oai, nguy nga đồ sộ. Ở bốn phương chánh, bốn góc bốn trụ đều an ổn, bằng phẳng an ổn không tạp loạn. Vì muốn đến nghe pháp với Đức Phật Vô Lượng Huân Bảo Cẩm Tịnh Vương, nên vua Dũng Quận khuyên bảo quyến thuộc trong cung, cùng đại thần bá quan và dân và nhân dân già trẻ. Mọi người nên biết rằng, thân người khó được gặp Phật ra đời lại càng khó. Nay chúng ta nên đến lễ kính Đức Phật để được nghe kinh pháp. Nhà vua cùng các vương tử, phu nhân, thệ nữ, các quan và dân dân vào ngồi trên tòa được trang sức bởi trăm ngàn thứ báu trong lầu hương, trỗi nhạc đàn ca, đồng đem theo nhiều thứ hoa hương, y phục tràng phan bảo cái để cúng dường Phật. Tất cả đều giữ tâm ý nhân hòa. Lầu hương như chim phụng hoàng bay lên hư không đến chỗ Phật ngự. Khi đến đại hội, lầu hương bay nhiễu Phật bảy vòng, rồi dừng lại một phía. Vua Dũng Quận cùng đại chúng ra khỏi lầu hương đến lễ chân Phật và lễ thánh chúng, nhiễu Phật bảy vòng, rồi ở trước Đức Phật bạch. Bạch Thế Tôn, từ lâu chúng con đã được nghe tiếng Phật, nhưng vì việc nước quá nhiều, dần dà đến ngày nay mới được và pháp hội thấy dung nhan Phật, làm chúng con không biết hổ thẹn tự trách lấy mình, ngưỡng mong Đức Đại Từ lượng tình thương xót. Đức Phật Vô Lượng Huân Bảo Cẩm Tịnh Vương thấy vua cùng quyến thuộc đều có lòng thành thật muốn nghe pháp, liền thuận theo tâm bệnh của họ mà ban tuyên chánh pháp. Đức Phật dạy: Này đại vương, muốn học đại thừa chẳng trái thánh đạo, phải thực hành bốn điều. Bốn điều ấy là gì? Một là hết lòng tin Tam Bảo, phụng thờ các bậc hiền thánh, những điều chẳng nên làm phải tránh xa. Hai là chí tâm nghe kinh pháp, nghe rồi thọ trì. Ba là bỏ tánh kiêu căng, ngạo mạn, nhất tâm cung kính các bậc hiền thánh. Bốn là tinh tấn, nhiếp thân khẩu ý, thực hành hạnh lành. Nếu đại vương thuận theo bốn điều trên thì có thể tu học đại thừa, chẳng trái thánh đạo. Này đại vương, lại có bốn điều cần phải giữ gìn chớ phóng dật. Bốn điều ấy là gì? Giữ gìn sáu căn thấy hoại hại của ái dục, hiểu tất cả thọ và tưởng, biết rõ vô thường, do nghiệp nhân mà có mạng căn. Này đại vương, Bồ Tát là có bốn việc mà đạo pháp được sinh. Bốn điều ấy là gì? Một là chẳng bỏ đạo tâm. Hai là cũng khuyên người khác phát tâm. Ba là chứa nhóm cội công đức để giúp đạo tâm. Những pháp được nghe hiểu thấu nghĩa lý. Bốn là
với tất cả Đế Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương cho đến bậc Thanh Văn Duyên Giác đều đem giáo pháp đại thừa rộng lớn khuyến hóa tất cả. Này đại vương, cho đây nên phải thường không phóng dật, kính tinh tam bảo, ưa thích nghĩa lý của vô lượng đạo pháp, luôn thọ trì chánh pháp, vui nơi chánh pháp. Nếu tinh tấn tìm cầu đạo pháp thì đại vương chẳng còn tham ưa những trần cảnh. Vì sao? Đại vương nên biết rằng tham dục không có thời gian nhàm đủ. Như người uống nước mặn, càng uống càng khát, gặp được bậc hiền thánh khai thị mới biết hạn chế tham dục. Mạng người rất ngắn, vui ít khổ nhiều, có sinh tất có tử, phải biết đời sau, luôn lo sợ cho tâm ý tự tại, cho tâm ý ở vị lai. Nay đại vương cúng dường Như Lai, do công đức này được bốn điều lợi ích. Một là đời đời giàu có đầy đủ. Hai là công đức phước báo không cùng không tận. Ba là được tuệ sáng suốt vô lượng. Bốn là biện tài vô ngại. Lại sẽ được bốn điều lợi ích. Thân, nơi thân thực hành những nghiệp công đức thanh tịnh, lời nói thanh tịnh đúng cấm giới, tâm niệm thanh tịnh, học rộng không nhèm, được trí tuệ sáng suốt thanh tịnh, là có bốn điều lợi ích. Một là phương tiện khéo léo tu hành thanh tịnh, dạy bảo chúng sinh vào nơi trí tuệ. Hai là dùng nghiệp thanh tịnh hàng phục quân ma. Ba là thệ nguyện thanh tịnh, việc làm tương ưng với lời nói, tất cả các Phật pháp đều thanh tịnh. Bốn là cho nhóm công đức được gặp chư Phật. Vua Dũng Quận sau khi nghe Đức Phật dùng tuệ phân biệt giảng nói nghĩa lý sâu xa trong kinh, lòng vua vui đẹp, liền cởi chuỗi ngọc kết bằng 100.000 trân bảo anh lạc đang đeo nơi cổ, giơ lên cúng dường Phật. Vua thọ năm giới, trọn đời tu tập phạm hạnh. Phu nhân và thệ nữ của vua nghe Phật thuyết pháp cũng đều vui vẻ, tâm ý nhu hòa, không bị ràng buộc, đồng cởi chuỗi ngọc châu báu đeo trên thân thể để cúng dường Phật. Phu nhân và thệ nữ xin vua cho được xuất gia làm sa môn, suốt đời tu phạm hạnh. Vua liền cho phép. Lúc đó vua Dũng Quận vân nhận pháp vô cực, được pháp tài xong, liền lại chân Phật đi nhiễu 7 vòng, đưa cùng các thệ nữ bá quan vào hầu hương, vào lầu hương, bay lên hư không, trong giây lát bay về nước thanh tịnh. Đến ngày rằm trăng tròn, nhà vua cùng quyến thuộc trong cung và vườn hoa trổ nhạc đờn ca. Hai vị chánh phu nhân, một vị tên là Bất Hành Bộ, một vị tên Vô Hư Tổn, sau khi tắm gội dùng hương thơm xong ướp y phục ngồi trên giường báu, tự nhiên có hai hài đồng hiện ra ngồi kiết già trên gối của mỗi phu nhân. Hai hài đồng này dung nhan xinh đẹp đủ 28 tướng tốt. Đồng thời trên hư không có 100.000 chư thiên cất tiếng khen rằng hai vị hài đồng này, một tên pháp ý, một tên pháp niệm, đều sẽ tu hành thánh pháp. Pháp niệm hài đồng ngồi trên gối của phu nhân Bất Hành Bộ, pháp ý hài đồng ngồi trên gối của phu nhân Vô Hư Tổn. Hai vị hài đồng cất tiếng nói kể rằng, nếu ai giữ thân mình, phát được tâm Bồ Đề, những bậc học sĩ ấy tạo nên phước đức lành. Những người này từng gặp Đức Như Lai ra đời, thường có lòng vui mừng, nhất tâm cúng dường Phật, vì sự nghiệp thần thông, sớm được Phật cứu độ, tiêu hết vòng sinh tử, chứng tịch diệt vô sinh, nên phát tâm Bồ Đề, giữ bền, không quên mất, vì cứu độ chúng sinh, phá hoại vòng sinh tử. Ở thế giới phương thượng phương, cách đây vô lượng cõi, thế giới kia có Phật danh hiệu là Thời Tiết. Chúng tôi từ cõi ấy muốn nghe pháp đến đây, muốn thấy Phật công huân cùng quốc độ của Phật. Lúc ấy hai hài đồng rồi gối mẹ xuống đất, cùng nhau tiến lên đường đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, một bên ngồi chắp tay, bốn phương nói Phật đức, nên lại muốn nghe kinh Phật pháp rất khó gặp, nghe nhận lại khó hơn. Vì được nghe pháp ấy nên thưa bậc thánh nhân, chí thành theo Phật đạo, nghiệp chánh chân vô thượng, đạo pháp của chư Phật là rất khó được gặp. Người ưa mến nghĩa kinh cũng lại khó gấp bội. Hôm nay được nhàn rảnh, cùng thân hữu chuộng pháp, tùy thuận theo phép tắc, phụng kính tinh giáo pháp. Càng mộ càng tinh tấn, sở hành không phóng dật, vì được làm sa môn nơi nhàn cư như thế, thường niệm trụ như thế, của ấy thật vô lượng, tâm hổ thẹn thường mang, biết nghe rộng khó gặp, tâm từ đầy đủ khắp, thương nghĩ mọi chúng sinh.
Nếu đạt được pháp sâu thì pháp nhẫn mới có. Kể mọi uy thế mạnh, đâm đó không khiếp nhược, cứu độ mọi chúng sinh, khai hóa tất cả khó. Nếu ở chỗ một mình, tạo nghiệp không siết nghĩ, vì không tham thân mình, thọ mạng cũng như vậy, học cấm giới không chế, luôn nghĩ đến đạo pháp, do đó được hiểu rõ và được công huân trên. Nếu học được như thế là bậc nhất khó gặp, nghiệp của pháp vương ấy thật là không gì hơn. Yếu nghĩa các pháp ấy báo ứng rất đầy đủ, chúng ta nên đến đó thánh an ở chỗ Phật. Các bậc minh trí kia thọ đạo hạnh Bồ Tát, phụng hành pháp thanh bạch để dùng tuyên bố giáo, tùy thời mà nhàn tịnh chứng được năm thần thông. Nhân biết ấy mà nghĩ tu hành pháp đạm bạc, vua cùng hai thái tử và phu nhân thệ nữ đều là bậc trí sáng, thực hành Bồ Tát đạo, dùng tuệ thông đã đạt, kinh hành trong hư không, đi đến chỗ Thế Tôn, công huân trí như biển, cúi đầu lễ chân Phật, quy y nhân trung tôn, tất cả đều hòa đồng, cùng đến chấp tay lễ, pháp ý hỏi Phật trước, thay cho tất cả chúng, xin chỉ xin Đại Thánh Tôn, việc con nói đạo pháp. Tối thắng biết chúng con trong tâm chỗ nghĩ gì, xin vì phân biệt nói pháp nghĩa thật sâu xa, tất cả các pháp ấy đều từ nhân duyên khởi, tất cả vốn vô chủ đều do nhân duyên sinh, trong thì chẳng có thật, ngoài thì làm gì có, tất cả các pháp ấy khác nào như hư không. Vì xét được gốc ngọn, Vô Tát thấy thanh tịnh cũng như hư không kia không thể giữ nó được, Phật dùng nhiều phương tiện vì chúng sinh tuyên thuyết, phân biệt nói pháp ấy, chỗ sâu xa chánh chân. 76 hài đồng và 2 ức tỷ chốn nhất thời đều được thành, pháp nhẫn rất nhu thuận. Lúc đó Chuyển Luân Thánh Vương Dũng Quận cùng các thái tử và quyến thuộc vạn dân trọn 7 ngày đêm nhiễu Phật cúng dường, lễ tạ Phật đồng trở về cung. Một hôm, vua Dũng Quận ngồi một mình an ổn trên lầu đài thanh tịnh, tự nghĩ, các con của ta đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nay nên thử xem, vương tử nào sẽ chứng đạo vô thượng trước nhất. Nhà vua bèn bảo thợ làm bình bằng bảy báu để trên đài cao 49 thước. Nhà vua truyền 1000 thái tử, mỗi người biên danh hiệu của mình trên thẻ bằng bảy báu để vào bình. Mọi người trọn 7 ngày đêm dùng các hương hoa cúng dường bình bảy báu. Qua 7 ngày, nhà vua đem bình bằng bảy báu ấy để trên án vàng, bảo 1000 thái tử rút thẻ. Lúc đó thái tử tịch ý được thẻ đệ nhất. Cùng lúc ấy cả đại thiên thế giới chấn động 6 cách, tất cả kỹ nhạc tự nhiên hòa tấu. Thuật đến đây, Đức Phật bảo Bồ Tát tịch ý. Này thiền nam, thái tử tịch ý, con của nhà vua Dũng Quận thuộc quá khứ kia, chính là Đức Câu Lưu Tôn Như Lai. Thái tử kế hiệu Ly Danh chính là Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai. Thái tử thứ ba tên Tịch Căn chính là Đức Ca Diếp Như Lai. Thái tử thứ tư tên Nhất Thiết Khổ Lợi chính là thân của ta Thích Ca Mâu Ni Phật hiện nay. Thái tử thứ năm tên Vũ Thất chính là Đức Di Lặc Như Lai. Thái tử thứ sáu tên Minh Nguyệt Châu Phục sẽ thành Phật, hiệu là Sư Tử. Thái tử thứ bảy sẽ thành Phật, tên là Diệu Anh. Thái tử thứ tám tên Hiền Thị sẽ thành Phật, hiệu là Cúng Dường. Thái tử thứ chín tên Quan Thủ sẽ thành Phật, hiệu là Diệu Hoa. Thái tử thứ 10 tên Liên Hoa sẽ thành Phật, hiệu là Phụng Dưỡng. Thái tử thứ 11 tên Ly Cấu Quang sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Mục. Thái tử thứ 12 tên Binh Thị sẽ thành Phật, hiệu là Khoái Tỳ. Thái tử thứ 13 tên Ý Diệu sẽ thành Phật, hiệu là Diễm Quang. Thái tử thứ 14 tên Tịch Phục Tịnh, tên Tịnh Phục Tịnh sẽ thành Phật, hiệu là Diễm Vị. Thái tử thứ 15 tên Phú Huân sẽ thành Phật, hiệu là Vô Thoái Một. Thái tử thứ 16 tên Ly Cấu Tịnh sẽ thành Phật, hiệu là Chấp Đức. Thái tử thứ 17 tên Kiên Cường sẽ thành Phật, hiệu là Bảo Sự. Thái tử thứ 18 tên Bảo Sơn sẽ thành Phật, hiệu là Vô Không Thế. Tuần tự như vậy,
lần lần đến vị Thái tử đúc được thể thứ 999, sau đây sẽ thành Phật hiệu là Vô Lượng Đức Bảo Sơn. Thái tử tên Ý Vô Lượng đúc được thể cuối cùng sẽ thành Phật thứ 1.000 trong 1.000 Đức Phật ở hiền kiếp này, hiệu là Lâu Do Như Lai. Này Tịch Ý, sau khi đúc thể, ngàn Thái tử cùng nhau vui cười và nói rằng sau này tôi thành Phật sẽ hằng phục quân ma, chuyển đại pháp luân, cứu độ vô lượng chúng sinh. Lúc đó Thái tử Vô Ý Vô Lượng thấy mình rút được thể sâu rốt, sẽ thành Phật cuối cùng, trong lòng sầu não tự gieo mình xuống đất lập thể rằng, đạo pháp của chư Phật chẳng thể nghĩ lường, chúng sinh giới cũng là vô hạn, chí nguyện của tôi cũng chẳng nghĩ bàn. Tôi nguyện khi các anh tôi thành Phật giáo hóa đệ tử, thọ mạng dài ngắn, sa môn, thánh chúng nhiều ít, lúc tôi thành Phật cũng đồng như vậy, nếu lời nguyện của tôi trên đây sau này được đúng như vậy, xin cõi đại thiên vì tôi mà hiện điềm lành. Thái tử Ý Vô Lượng vừa lập thể xong, đại thiên thế giới liền chấn động sáu cách, rưới trời rưới các thứ hoa, tất cả nhạc khí tự nhiên hòa tấu, giữa hư không có tiếng khen rằng, sẽ được như nguyện, về sau này thành Phật hiệu là Lâu Do Như Lai, đẳng chánh giác. Này Tịch Ý, vì sao tên của Đức Phật ấy là Lâu Do? Bởi vì Thái tử lúc ấy sầu não tự gieo mình xuống đất và lập thể nguyện. Do việc ấy nên hiệu của Đức Thế Tôn ấy là Lâu Do. Thái tử Ý Vô Lượng sau khi phát nguyện liền nói kể rằng, đạo pháp của chư Phật đồng như cõi hư không, ý giác thường như huyễn, chúng sinh giới vô tận, phát nguyện hiện điềm lành, giới cấm thành thanh tịnh. Các ngài nên lắng nghe lời thệ nguyện của tôi, tập hợp chư nhân giả, tuổi thọ lượng bao nhiêu. Chư Phật Đại Thánh Vương, tất cả đều thấy rõ, thọ mạng của chư Phật cùng với tôi không khác. Thành Phật tên Lâu Do, chúng tỳ kheo cũng vậy, không ít hơn Phật khác. Nên tiên nói lời đó, chư thiên giữa hư không, cất tiếng vui nói kệ, bậc thanh tịnh hiện nay, thệ nguyện tất sẽ thành, vì tất cả chúng sinh nên lập thệ nguyện lớn. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịch Ý, ông có biết Thái tử Ý Vô Lượng ấy không? Bồ Tát Tịch Ý thưa, bạch Thế Tôn không? Đức Phật nói, này Tịch Ý, Vương Tự Ý Vô Lượng sẽ là vị Phật cuối cùng trong hiền kiếp hiệu Lâu Do Như Lai. Này Tịch Ý, ông xem các Bồ Tát thiện quyền phương tiện, thành tựu giới hành phát nguyện rộng lớn, đi khắp trong ba cõi không lúc nào ngừng nghỉ. Lâu Do Như Lai riêng một mình giáo hóa chúng sinh cùng ngàn Phật ra đời, chỗ độ chúng sinh đồng nhau không khác. Này Tịch Ý, hai vị vương tử nhỏ hơn hết trong ngàn vị vương tử lập thệ nguyện. Vương tử pháp ý nguyện rằng, lúc các vương huynh thành Phật, tôi sẽ làm kim cang lực sĩ, luôn giữ oai nghi gần gũi bên Đức Phật, quan sát tất cả pháp bí yếu của chư Như Lai, được chư Như Lai giao phó, rộng nghe tất cả pháp bí mật quan trọng của chư Phật, tin tưởng ưa thích không có nghi ngờ. Vương tử pháp niệm phát nguyện rằng, lúc các vương huynh thành Phật, tôi sẽ là người thỉnh mời và hỗ trợ chư Phật chuyển pháp luân. Này Tịch Ý, ông có biết chuyển luân vương, chuyển luân thánh vương Dũng Quận là ai không? Bồ Tát Tịch Ý thưa, bạch Thế Tôn không? Đức Phật hỏi, này Tịch Ý, vua Dũng Quận là tiền thân của Đức Định Quang Như Lai, ngàn vị vương tử là tiền thân của ngàn Đức Phật trong hiền kiếp. Từ Phật Câu Lâu Tôn thứ nhất đến Phật Lâu Do thứ 1.000. Vương tử pháp ý chính là mật tích kim cang lực sĩ đây. Vương tử pháp niệm hiện nay là Phạm Thiên Thức Kỳ. Phu nhân thệ nữ trong cung vua tuổi trước là những người đến dự pháp hội hôm nay. Những người này trước được các vương tử khuyên xuất gia làm sa môn, và những người được các vương tử giáo hóa trong hiền kiếp này, họ sẽ lần lượt được thọ ký thành Phật. Này Tịch Ý, ông hãy quan sát khắp, quan sát pháp 12 duyên khởi, không loạn, do công đức thọ trước nên được quả báo ứng. Các Bồ Tát chí thành phát tâm công đức không bao giờ mất, các Bồ Tát sẽ được đầy đủ 10 trí lực viên mãn hạnh nguyện của mình.
Giờ đây nên có Bồ Tát nào muốn được sớm thành Phật, phải học đòi theo hạnh nguyện của ngàn phương tử Bồ Tát, siêng năng phụng hành Phật đạo. Những gì là Phật đạo? Chẳng nên có tâm tổn hại chúng sinh, thêm lớn lòng từ thực hành sáu độ. Thường tu phạm hạnh tu tập bốn ân, thực hành các phẩm trợ đạo đầy đủ thần thông, phương tiện quyền xảo để trọn nên cội công đức. Các hạnh trên đây chính là Phật đạo. Này thích ý, đạo đó tâm thanh tịnh thì thấu đạt bản tánh, đạo đó hòa nhẹ, chí ý an ổn, đạo đó chất phát mà không vô định, đạo đó rộng khắp không chỗ chướng ngại, đạo đó bình đẳng không có sự bè đảng thiên lịch, đạo đó vô ý chẳng phạm các điều ác, đạo đó giàu có bố thí ba la mật đa, đạo đó đầy đủ giới ba la mật đa, đạo đó chẳng tranh luận được là nhẫn ba la mật đa, đạo đó lìa chấp trước là tinh tấn ba la mật đa, đạo đó không tán loạn là thiền định ba la mật đa, đạo đó khéo quyết trạch là bát nhã ba la mật đa, đạo quy về nơi trí tuệ của mình, phụng hành đức đại từ, đạo đó chẳng có ý tà vậy, đạo đó đến nơi đại bi, đạo đó cảm thọ vui vẻ, thực hành lòng đại hỷ, đạo đó trụ nơi vi diệu đến bậc đại xả, đạo đó trừ các khổ não, diệt bỏ những vọng tưởng tham hại sân hận, đạo đó đến chỗ an lành không có lòng nguy hại, đạo đó giáo hóa kẻ khó điều phục, dứt trừ sự đắm mê nơi sắc thanh hương vị xúc, đạo đó hàng phục ma vương cùng quyến thuộc của ma, khiến họ bỏ tâm ngạo mạn và trừ dẹp những giặc oán thù, đạo đó tiêu trừ các ấm các nhập không chỗ chấp trước, đạo đó bỏ việc ma ở trong trần lao mà được tự tại, đạo đó đem tâm hướng về vô thượng, lìa tâm niệm nhị thừa, đạo đó huân tập các công hạnh thành trí giác bình đẳng, đạo đó ngự nơi tòa bảo lớn tùy thuận nhất thiết trí, đạo đó thường phân biệt trí tuệ sáng suốt vô ngại, đạo đó nêu bày hạnh lành thâu nhiếp các bạn lành, đạo đó bỏ hầm hố tiêu trừ các kết sử, đạo đó bỏ trần lao vượt khỏi sự sân hận tranh đấu, đạo đó về nơi an ổn hết những điều quấy ác, đạo đó về nơi các tường hướng đến nghiệp niết bàn. Trên đây là Bồ Tát thực hành 32 điều Phật đạo. Trụ nơi Phật đạo này, Bồ Tát sẽ được mau thành quả vô thượng Bồ Đề. Kinh Đại Bảo Tích quyển 10. Hán dịch đời Tây Tấn. Tam Tạng Pháp Sư trúc pháp hộ. Pháp hội 3, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ phần 3. Lúc bấy giờ Bồ Tát tịch ý lại hỏi Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ: Đức Như Lai có bao nhiêu pháp bí yếu? Những pháp bí yếu của Như Lai, tất cả hàng thanh văn và duyên giác chẳng thể hiểu được, nói gì đến kẻ phàm phu là hạng mê tối. Lành thay ngài Mật Tích, xin ngài vui lòng ban tuyên những pháp bí yếu của Đức Như Lai, tất cả chúng hội đều muốn được nghe. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói: Thưa Bồ Tát tịch ý, lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ khi ghi nhớ. Nay tôi sẽ trình bày bí yếu của Như Lai. Có ba sự, một là thân bí mật, hai là khẩu bí mật và ba là ý bí mật. Sao gọi là thân bí mật? Ở nơi thân, Đức Như Lai không tưởng nghĩ cũng không nhớ đến mà hiện đủ tất cả oai nghi lễ tiết. Nếu có hàng trời hay người tự thích kinh hành, lúc ấy Đức Như Lai kinh hành. Họ tự nghĩ rằng Đức Như Lai Thế Tôn là trên hết. Những người và trời ấy liền thấy thân mật của Đức Như Lai, tâm Đức Phật không hề suy nghĩ mong mỏi, mà tất cả chúng sinh nhìn thấy oai nghi diệu đức chí chân của Đức Như Lai. Nếu có hàng trời hay người thích ngồi thì họ thấy Đức Như Lai ngồi. Nếu có hàng trời hay người thích nằm thì họ thấy Như Lai nằm. Nếu thích nghe kinh thì họ thấy Đức Như Lai thuyết kinh. Nếu thích yên lặng thì họ thấy Đức Như Lai im lặng. Nếu thích thiền định thì họ thấy Đức Như Lai nhập tam muội. Nếu có hàng trời hay người mắt nhìn chẳng thấy thì họ thấy mắt của Như Lai chưa lúc nào nháy. Hoặc hạng ý tự tại, có người thích ánh sáng thì họ thấy Đức Như Lai có ánh sáng vô ngại. Có người thích màu tử kim thì họ thấy màu vàng tử ma. Hoặc có hàng trời hay người
thích màu bạc, màu thủy tinh, màu lưu ly, màu mã não, màu sa cừ, màu hoàng kim, màu trân châu, các màu trắng, đỏ, vàng, hồng, tía, màu trăng sáng, màu châu ngọc, màu lửa, màu sáng mặt trời, màu tứ thiên vương, đế thích vạn vương, Atula tạp loạn, hoặc màu trung phần, màu hoa tu di, hoặc có người nghĩ tưởng màu phi diệu, màu dược bình hợp dược hình, màu bích ngọc, màu hoa vô ưu, màu hoa chim bạc, màu hoa tư di, màu hoa sen xanh, màu hoa sen vàng, màu hoa sen hồng, màu hoa sen trắng, hoặc có người rõ màu trời đáo lợi, màu dung nhan của Tỳ Sa Môn Vương, thân hình tứ thiên vương, các vị thủ tạng, thanh đế, hoàng đế, xích đế, bạch đế, hoặc màu của hư không thanh tịnh, hoặc hàng trời hay người tâm trí vô lượng, phẩm sắc đều riêng khác, thì họ cũng thấy Đức Như Lai có bao nhiêu những màu sắc phẩm lượng vô công đức. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, như vậy giả sử tất cả chúng sinh nhiều vô số trong hằng hà xa thế giới, những loài có mạng sống, luyến ái lẫn nhau, sinh sản lẫn nhau, đều hết tội ác được có thân người, từ tư tưởng mà sinh. Giả sử một người trong số đó chỗ sinh ra, cũng như tất cả chúng sinh kia, Đức Như Lai cũng thấy họ có bao nhiêu phẩm sắc oai nghi lễ tiết và chỗ ưa thích trong lòng họ chẳng thể hàn lượng. Đều muốn xét biết hết ngôn hành, bổn mạc của họ, và do nhân duyên này, Đức Như Lai Chí Chân đều riêng hiện hình tượng Phật oai nghi, lễ tiết ngôn hành ở nơi ấy, ở nơi chúng sinh ấy. Cũng như một người tâm được giải thoát, chẳng cùng người thứ hai chung đồng, muốn tuyên bày tâm thật được giải thoát cho đến nơi đạo, chỉ Như Lai Chí Chân mới có thể làm vui đẹp lòng tất cả chúng sinh. Vì vui đẹp lòng chúng sinh mà Như Lai hiển thị sắc tượng oai nghi lễ tiết, về ngôn hành cũng như vậy. Thưa Bồ Tát Thích Ý, ví như tấm gương sáng, tùy đem hình sắc gì đến soi thì hiện hình sắc ấy chẳng mất, chẳng sai, chẳng biến đổi. Gương sáng soi hình vẫn không có tưởng niệm. Cũng như vậy, Như Lai dầu đem chánh pháp cứu tế tất cả chúng sinh mà không có tưởng niệm, không tâm lợi dưỡng, có thể làm cho lòng chúng sinh vui đẹp, tùy theo pháp cạn sâu cao thấp để khai hóa độ thoát ba cõi mê hoặc. Đây là thân hành bí yếu của Đức Như Lai. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ lại bảo Bồ Tát Tịch Ý. Bí yếu của Như Lai cũng chẳng phân biệt các ấm, các nhập, không quy theo tội phước, không sinh trần lao, không thành phụ mẫu, không phải bào thai nơi bốn đại, cũng không có thịt xương, công đức được nghe không đọa theo hương hoa, đều không sở hữu, chẳng thuộc nơi sắc, không thở ra hít vào, thọ mạng diệt hết. Muốn biết thân Phật thì chính là pháp thân, thân không hình sắc, không các vọng tưởng, thân sắc tướng Phật hiện ra đó là bề chúng sinh ham ưa xinh đẹp, cầu ngôi tôn quý mà hiện hình tướng ấy ra cho mắt họ được thấy. Pháp tướng vốn vắng bạc, vì khi tất cả chúng sinh kính mộ trí tuệ, có ý hướng thiên nhãn nên Đức Phật hiện tướng. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, nếu có các chúng sinh ở chung một pháp hội thì đều riêng thấy thân Phật. Có người do ý duyên nên họ thấy Phật ở xa, ngó lại chỗ cũ họ chẳng thấy Phật ở chỗ cũ. Thấy Phật ở xa mà chẳng thấy ở chỗ cũ ấy là vì không có ý duyên vậy. Người ngó dùng loạn ý để duyên thì chẳng thấy. Nếu đem thân mình đã suy xét sự thấy ấy, vì bận thấy người khác nên chẳng thấy thân mình. Người ngủ chiêm bao thấy cảnh vật sau khi thức thì không còn thấy. Những cảnh thấy trong định, lúc xuất định không còn thấy. Những cảnh thấy lúc thường, lúc nhập định không còn thấy. Những cảnh thấy nơi rỗng không yên tĩnh, lúc chẳng yên tĩnh thì chẳng thấy. Ở nơi rỗng không yên tĩnh thì không gì chẳng thấy. Sự thấy ấy không tạo tác, rời nơi không tạo tác thì không chỗ thấy. Nếu rời nơi không tạo tác mới có chỗ thấy thì là không thấy tất cả vậy. Thưa Bồ Tát Thích Ý, thân Phật ấy từ vô số sự đều theo duyên mà hiển hiện thấy khác nhau, hoặc thân sắc của Phật
thân sắc oai nghi tịch tỉnh như chư thiên mà tự tâm được định rồi sau đó lại loạn. Thân Phật ấy không có ngàn vé, cũng không giới hạn, không ngăn ngại, không vọng tưởng, chẳng thể tưởng được, chẳng thể hạn định được. Thân Phật ấy không có ngần ấy hình tượng, không có chỗ nào chẳng cùng cấp, ví như hư không, chẳng có vọng tưởng. Cũng vậy, thân Phật vĩnh viễn không tư tưởng, ví như hư không vào khắp tất cả hình sắc. Cũng vậy, thân Phật khắp soi tất cả chúng sinh, ví như hư không khắp vào các sắc cùng khắp trong ấy. Cũng vậy, thân Phật soi khắp chúng sinh, không chỗ nào chẳng thấy, ví như hư không trưởng dưỡng tất cả cỏ cây trong giống lúa. Cũng vậy, thân Phật trí chân nuôi lớn tất cả cội công đức, ví như hư không chẳng kể là thường hay vô thường, cũng không có ngày đêm. Cũng vậy, thân Phật chẳng thường, chẳng vô thường, chẳng ai thấy được đỉnh đầu của Phật. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, chư Phật Thế Tôn hiện khắp trên cõi trời và trong thế gian, ma vương phạm thiên, không ai dám đối diện với Phật để xem đỉnh đầu Ngài. Chúng trời rồng, càng tất bà Atula, Kalola, Khẩn Nala, Mahula Già, Nhân Phi Nhân, cho đến bậc Thanh Văn, bậc Duyên Giác, cùng các Bồ Tát không ai kham nhiệm thấy được đỉnh đầu Phật. Do đâu biết được như vậy? Sau khi thành đạo, Đức Phật đến thành Ba La Nại chuyển Pháp Luân. Lúc ấy ở phương Đông, cách đây rất xa, có thế giới tên Hoài Điều. Phật coi ấy hiệu Tư Di Hoa. Trong thế giới Hoài Điều ấy, có một vị Bồ Tát tên là Ân Trì, đến cõi Ta Bà này để kính cẩn cúng dường Đức Phật và thưa hỏi. Bồ Tát Ân Trì lễ chân Phật rồi đi nhiễu bảy vòng, xong Ngài đứng lại trước Đức Phật. Lúc ấy Bồ Tát Ân Trì nghĩ, ta muốn đo biết thân lượng của Như Lai. Bồ Tát Ân Trì liền tự biến thân mình cao 336 muôn dặm, nhìn lên thân Đức Phật ấy cao 543 muôn triệu cho đến 2 muôn ức dặm. Liền tự nghĩ, ta đã được thần túc thông tự tại, ta lại đo lường thân Đức Phật cao lớn thế nào. Nương oai đức của Phật, Bồ Tát Ân Trì dùng thần túc bay lên phương trên, cách đây trăm ức hàng hà xa quốc độ, đến thế giới Liên Hoa Nghiêm. Cõi ấy có Phật hiệu Liên Hoa Thượng, là đấng Như Lai chí chân, đặng chánh giác, hiện đang thuyết pháp. Bồ Tát Ân Trì dừng lại nơi ấy nhìn ra xa, vẫn không thấy được đỉnh đầu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng biết được thân Phật cao lớn rộng xa bao nhiêu. Lúc ấy Bồ Tát Ân Trì đến đảnh lễ Đức Phật Liên Hoa Thượng để nhiễu ba vòng ở trước Phật bạch. Bạch Thế Tôn, con từ cõi Ta Bà đến đây, chẳng rõ xa gần bao nhiêu. Đức Phật Liên Hoa Thượng nói, cõi Ta Bà cách đây trăm ức hằng hà xa thế giới, ông từ cõi ấy mà đến đây. Bồ Tát Ân Trì thưa, Bạch Thế Tôn, con bay lên trên đến gần ấy thế giới mà vẫn chẳng thấy được đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng rõ thân Đức Phật ấy cao lớn bao nhiêu, trăm ngàn ức hàng hà xa thế giới. Đức Phật Liên Hoa Thượng nói, này Thiện Nam, ông dùng sức thần túc, từ đây lại bay lên trên trải qua hàng hà xa kiếp vẫn còn thấy được đỉnh đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng chẳng biết được ngàn mé của thân Phật ấy. Này Thiện Nam, phải biết thân Phật không có giới hạn, vòi vò như vậy chẳng ví dụ được. Chư Phật Thế Tôn chẳng thể ghi chép hay nói lên được, vì không có gì so sánh nên nói là chẳng thể ví dụ được. Giới cấm của Như Lai cũng không thể ví dụ được. Tam muội, chánh định, trí tuệ, giải thoát, tri kiến giải thoát, thân, khẩu và ý, ba nghiệp cùng các tướng hảo của Như Lai cũng không gì ví dụ được. Tất cả chúng sinh dùng bao nhiêu phẩm loại ví dụ ca ngợi giới cấm, chánh định, trí tuệ, giải thoát, tri kiến giải thoát, thân, khẩu và ý cùng các tướng tốt của Như Lai thì cũng như là hư không, chẳng đến ngàn mé được. Thân của Như Lai không có giới hạn. Lúc ấy Bồ Tát Ân Trì nghe lời dạy của Đức Liên Hoa Thượng Như Lai rất đổi vui mừng, được sự chưa từng có, liền đảnh lễ chân Phật đi nhiễu bảy vòng. Nương oai đức của Phật, dùng thần lực của mình, trong khoảng phát ý niệm, không còn thấy nơi cõi nước Liên Hoa Nghiêm kia, mà thấy hiện đến cõi Ta Bà này. Qua chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bảy vòng, rồi ở trước Đức Phật nói kệ khen ngợi rằng,
muốn biết rõ thân Phật, được ví như hư không, ngàn mế là giường bao do xả nghiệp tạo tác, ta bay lên phương trên hơn cả trăm nghìn ức, vô lượng hằng hà xa vượt qua bao nhiêu cõi, muốn thấy đỉnh đầu Phật, bay mãi lên phương trên, đến thế giới liên hoa, muốn biết hạng thân Phật, vẫn chẳng thấy được đỉnh. Thế giới kia có Phật, hiệu là Liên Hoa Thượng, biết ý muốn của con, nên vì con giảng nói. Nếu dẫn những ví dụ để luận Phật Thế Tôn, thì chẳng thuận Phật giáo là hủy bán Như Lai. Nếu muốn biết ví dụ, chư Phật Pháp bình đẳng, như hư không vô hạn, thật không có ngàn mé, giới định tuệ của Phật, giải thoát, trí giải thoát, nghiệp sắc thân cũng vậy, như hư không vô hạn. Muốn xem đỉnh đầu Phật đồng như xem hư không, như hư không trùm khắp, thân Phật khắp cũng vậy, như hư không trùm khắp, Phật quang chiếu khắp nơi, Phật quang chiếu chỗ nào, ngôn từ đến chỗ ấy. Như chỗ ngôn từ đến, tâm Phật cũng như vậy, tâm Phật trải rộng khắp, lòng từ ban khắp nơi, như lòng từ khắp ban, trí tuệ cũng cùng khắp. Như trí tuệ khắp cùng, thân Phật cũng dường ấy, công đức cũng như vậy, đạo tâm cũng chẳng khác, như công đức đạo tâm. Biết sắc thân cũng vậy, như tất cả chúng sinh hưởng thọ phước đức phẩm, một người phát đạo tâm, phước đức cũng ngần ấy, như người phát tâm kia do công đức danh xưng, nếu ai thọ chánh pháp, công đức hơn người kia. Dù tất cả chư Phật trăm ức kiếp giảng nói, công đức trì chánh pháp chẳng hết được ngàn mé. Có ai phát đạo tâm mà hộ trì chánh pháp? Người thích hiểu không vô, 16 không được một. Vì thích hiểu không vô thì chẳng mất đạo tâm. Chấp trì pháp tôn thượng, tuệ này mới hòa đồng. Đến được pháp lý này, Bồ Tát dũng mãnh tu, Đức Phật đến được đến công đức Phật. Phụng tu Phật đạo hạnh. Lúc Bồ Tát Ân Trì nói kệ, cả ức thế giới chấn động. Trăm ngàn ức chư thiên, trở ngàn ức kỷ nhạc, vô số ức ngàn người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ lại nói, thưa Bồ Tát Thích Ý, về thân Như Lai bi yếu ấy, nếu các chúng sinh đều hợp chung một pháp hội, hoặc có người thấy được thân Như Lai, hoặc có người chẳng thấy được. Người thấy được thì vui mừng, nhìn xem thân Như Lai. Người chẳng được thấy thì đến lặng mà quan sát. Như Lai chẳng ăn mà chúng sinh đều thấy Đức Như Lai ăn uống. Thưa Bồ Tát Thích Ý, như có thiên tử tên Tinh Lực mới được dạy đạo. Thiên tử ấy lấy bát đựng cơm của Như Lai đem cấp cho những kẻ đói thiếu. Mọi người đều biết, đều đến ra mắt Đức Như Lai mà ăn. Thấy Đức Như Lai cầm cơm lên, đưa cơm vào trong miệng, cơm tự nhiên lại trở vào bát. Thuở xa xưa, Đức Như Lai gieo trồng những cội công đức, sinh ở chỗ nào cũng bố thí cho những kẻ đói thiếu. Những người đói khổ không được ăn, Đức Như Lai xót thương đem đồ ăn đến cho họ. Ăn xong, trừ những thức ăn ấy họ đều được thân thể khỏe mạnh, tiêu trừ trần lao hết vọng tưởng, tâm họ chân hòa phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên phải biết rằng, Đức Như Lai chẳng ăn, Đức Như Lai chỉ chân lấy pháp làm món ăn. Vì sao? Vì thân của Đức Như Lai là thân kim cang chẳng phá hoại được. Thân của Như Lai không có sinh tạng, cũng không có thuộc tạng, không có đại tiện, tiểu tiện bất tịnh, cũng không có đàm giải nhơ uế. Thân của Như Lai màu vàng tử ma, không khiếp, không nhược, chẳng có kinh sợ. Bồ Tát Thích Ý thử xem xét thân của Như Lai không gì sánh bằng, rất đẹp lạ, bền vững như chất kim cang, mà lại dịu mềm như áo trời mịn nhuyễn. Có lúc thân của Như Lai hiển hiện sự vi diệu vô thượng, chư thiên ngọc nữ đảnh lễ sát chân Đức Phật. Chạm chân Đức Phật cảm thấy rất mịn màng, mềm dịu, không gì ví dụ được. Họ đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, mãi mãi xa rời trần cấu, hoặc có người tham dâm, người sân hận, người ngu si, người đẳng phần thấy thân của Như Lai, mắt họ của họ vừa thấy, thì những phiền não tham sân si và đẳng phần của họ đều được tiêu trừ, không có trần cấu. Hoặc có những người tham lam, phạm giới, sân hận, lười biếng,
loạn tâm ngu si được thấy thân của Như Lai, thì khiến họ trở thành những người bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, nhất tâm, trí tuệ. Tóm lại, những người xa rời pháp lành mà thấy thân của Như Lai thì bỏ được tâm bất thiện mà tu công đức. Lấy tâm chẳng vọng tưởng để nhìn xem Đức Như Lai mới gọi là chân đạo. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, đó là pháp bí yếu của thân Đức Như Lai. Đức Như Lai ứng hiện, biến hóa tự tại, dùng pháp khai hóa biểu hiểu biết tâm ý của chúng sinh mà thuyết pháp cho họ được giải thoát. Đối với chúng sinh kia, Đức Như Lai vốn không tác không hành, chưa bao giờ Đức Như Lai chỉ cho nghĩ rằng tôi sẽ hóa hiện thân hình. Những chúng sinh được hóa độ, tâm họ tự quan niệm rằng Đức Như Lai chỉ chân ở trước chúng tôi từ vô số thế giới, Đức Như Lai đến thế giới này, từ thân Như Lai phóng quang minh, vô lượng màu sáng. Quang minh ấy chiếu suốt hàng hà sa quốc độ, chúng sinh do quang minh ấy mà được khai hóa. Vì thế nên Như Lai không có tác nghiệp, không có công hạnh. Thưa Bồ Tát Thích Ý, thân của Như Lai là bí yếu, bao nhiêu là tâm niệm, bao nhiêu là sự ban bố tuyên thuyết, bao nhiêu là thành tựu. Chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, chẳng thể tính kể được sự bí yếu của thân Như Lai. Lúc nói thân hành bí yếu của Như Lai, có 10.000 người phát tâm vô thượng Bồ Đề, 8.000 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, chư thiên Atula, người thế gian khen ngợi mật tích kim cang, lành thay, lành thay. Nhạc trời chẳng trỗi tự kêu, hư không mưa hoa trời. Đức Thế Tôn đặt tay lên, đặt tay mặt lên đỉnh đầu mật tích kim cang lực sĩ khen ngợi, lành thay, lành thay, khéo nói pháp bí yếu của thân Như Lai như vậy. Lời mật tích tuyên nói ấy như lời Phật dạy không khác. Mật tích kim cang lực sĩ nói với Bồ Tát Thích Ý, thế nào là khẩu bí yếu của Đức Như Lai? Thưa Bồ Tát Thích Ý, từ đêm Đức Như Lai thành tối chánh giác đến lúc nhập vô dư niết bàn, khoảng thời gian ấy Đức Như Lai ban bố một văn tự, bèn có thể tuyên thuyết phân biệt tất cả vô hạn nghĩa lý, vô số ức năm giảng diễn khắp các pháp. Vì sao? Vì Đức Như Lai thường định. Đức Như Lai chỉ chân, không thở ra hít vào, không tư niệm, không chỗ làm, không tư tưởng, đều không có chỗ làm. Dù miệng tuyên thuyết, nhưng Đức Như Lai vẫn không tưởng niệm, không chỗ làm. Chỗ làm của Đức Như Lai không làm, không chẳng làm, không lời nói, không nghĩ, chẳng nghĩ tưởng có người. Tất cả tam muội chánh thọ siêu việt, những điều Đức Thế Tôn nói đều dùng văn tự mà phân biệt diễn thuyết. Tất cả chúng sinh đều riêng cho rằng Đức Như Lai vì tôi mà giảng nói kinh pháp. Đây gọi là Đức Như Lai đối với chúng sinh không có tưởng niệm. Sở quán của Như Lai luôn biết chỉ túc. Âm thanh vang ra từ miệng Thế Tôn, người nghe đều hoan hỷ. Như Lai dùng ngôn từ đó để tuyên nói. Đức Như Lai ban một âm thanh đều khắp tất cả chỗ tưởng, chỗ niệm của tất cả chúng sinh, không ai là chẳng vui đẹp. Ngôn từ của Như Lai phát ra 60 phẩm âm thanh sai khác, đó là âm thanh cát tường, âm thanh êm dịu, âm thanh đáng ưa, âm thanh thanh tịnh đẹp ý, âm thanh rời cấu nhơ, âm thanh rõ sáng, âm thanh vi diệu, âm thanh nghe rõ, âm thanh không rối loạn, âm thanh không huyên náo, âm thanh của bậc thầy, âm thanh không cứng rắn, âm thanh không thô sẵn, âm thanh thiện thuận, âm thanh an trọng, âm thanh hòa lành, âm thanh theo tâm đúng lúc, âm thanh vui vẻ, âm thanh gợi lòng yêu an ổn, âm thanh không nhiệt não, âm thanh đứng đắn, âm thanh thức đạt, âm thanh thân cận, âm thanh ý thích, âm thanh mừng rỡ, âm thanh dạy dỗ hiền hòa, âm thanh rõ ràng, âm thanh siêng cần, âm thanh nhẫn nại, âm thanh lớn rõ, âm thanh vang trừ ô uế, âm thanh như sư tử hống, âm thanh như rồng gầm, âm thanh như mưa tốt, âm thanh như sấm dậy, âm thanh chân đà la kỷ, âm thanh như chim loan hót, âm thanh như chim ưng kêu, âm thanh như tiếng chim anh vũ, âm thanh như sét nổ, âm thanh chẳng mất, âm thanh chẳng bạo, âm thanh vào trong tất cả tiếng vang, âm thanh chẳng phi thời, âm thanh không thiếu, âm thanh không khiếp, âm thanh sung sướng,
âm thanh thông sướng, âm thanh giới cấm, âm thanh ngon ngọt, âm thanh tiến hành, âm thanh rộng khắp, âm thanh đầy đủ, âm thanh các can không sức mẻ, âm thanh chẳng nhẹ mau, âm thanh vô trụ, âm thanh vang vào khắp các chúng hội, âm thanh tuyên bày các công đức. Đó là 60 phẩm âm thanh của Đức Như Lai. Âm thanh của Đức Như Lai thông khắp 10 phương thế giới của chư Phật, làm vui đẹp lòng tất cả chúng sinh. Đức Như Lai không có tâm tưởng niệm rằng ta sẽ vì chúng sinh mà miệng tuyên nói kinh Trường Hàng, kinh Trùng Tụng, kinh Kệ Tụng, kinh Bản Sinh, kinh Bản Sự, kinh Tự Thuyết, kinh Nhân Duyên, kinh Phương Quảng, kinh Vị Tằng Hữu, kinh Thí Dụ, kinh Luận Nghị, kinh Thọ Ký, ban bố xa gần cho họ hiểu biết, tuyên thuyết pháp nghĩa để khai hóa họ. Là ở trong các chúng hội, Đức Như Lai chỉ chân tuyên thuyết pháp nghĩa, thân cận bên Đức Phật có các chúng tỳ kheo ni, thanh tính sĩ, thanh tính nữ, chúng trời rồng, càn tát bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân. Chúng hội ấy, tùy theo căn tánh, chỗ tu, tinh tấn, tùy pháp, sở thích, mà làm cho họ được nhập đạo. Do thuận nhập đạo nên tìm cầu chúng sinh, bèn rõ biết không có nhân mà giáo hóa họ. Các chúng sinh ấy tự nghĩ rằng âm thanh từ miệng Đức Như Lai phát ra, Đức Như Lai chẳng riêng rẽ thuyết pháp cho họ, mà tùy theo tâm họ sai khác. Ngôn ngữ đúng lúc mỗi mỗi đều nghe pháp mà được tỏ ngộ, đây gọi là khẩu bí mật của Như Lai. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, vô số chúng sinh tâm hành chẳng kể được, ngôn ngữ của họ có đến 84.000, diêu dắt hạng chúng sinh hạ liệt vô minh tối tâm ấy vào chánh pháp của Như Lai, cho họ được khai ngộ. Lại nữa, tâm hành của chúng sinh chẳng hạn lượng được. Nếu có chúng sinh hoặc tham, dâm, hoặc sân hận, hoặc ngu si, hoặc đảng phần, Đức Như Lai tùy theo thời nghi vào trong đó để cứu tế cho họ được vô sở trụ. Nhưng Đức Như Lai không có tâm niệm vào trong chúng sinh, vì họ phân biệt hành nghiệp tội phước, dùng phương tiện quyền xảo để vì họ nói pháp riêng khác. Chúng sinh vô hạn chẳng thể đếm kể tính lường được, chỗ làm của họ chẳng đồng. Đức Như Lai thiện quyền phương tiện ban tuyên bao nhiêu phẩm pháp, lời dạy của Đức Như Lai đều khắp vào tâm họ, tùy theo bản hạnh của họ mà tuyên bố đạo nghiệp cho họ, đều được hiểu biết. Nhập đạo đây gọi là sự bí yếu của Đức Như Lai. Hoặc có vị Bồ Tát vào trong bí yếu của Đức Như Lai, những vị ấy chẳng biết mà cho rằng Đức Như Lai chỉ chân, diện nói môn hữu vi, nhưng thật ra pháp của Đức Như Lai đều là vô vi. Lại nữa, Đức Như Lai tuyên nói một âm thanh, chúng sinh tưởng là có ngôn thuyết bèn chỉ tưởng nhớ ưa thích âm thanh của Đức Như Lai, mà hư vọng tưởng nhớ chỗ được nói. Chẳng nên có quan niệm như vậy, mà phải biết rằng miệng của Đức Như Lai vĩnh viễn không có nói năng. Vì sao? Hoặc có chúng sinh nghe âm thanh của Như Lai phát ra từ tướng Bạch Hào giữa chặng hai chân mày lại cho là ở đỉnh đầu. Hoặc có người tưởng là tóc, biết là màu xanh biếc, đứng nơi giữa trời, mắt rất sáng đẹp, mọi người chẳng kham nhìn kỹ Đức Như Lai được. Sở dĩ hiện ra cho họ thấy là để tiêu trừ các điều sai quấy, bỏ những tâm ganh hại. Nếu thấy cổ, vai, cánh tay thì trừ các họa ngầm. Nếu thấy ngón tay hoặc hông, hoặc có ngợi khen từ lưng đến chân, hoặc là bụng rốn âm tàn, gối, bắp chân thì hết sân hận, hoặc do đó mà được có những tướng tốt hơn hẳn thế gian, hoặc có người tưởng niệm Đức Như Lai chí chân, nghe âm thanh của Đức Như Lai, tùy theo căn tánh lanh lợi hay chậm lục, và sở thích của họ, chỗ đáng được độ mà khai hóa. Đức Như Lai khai diện âm thanh giáo hóa chúng sinh, đều làm cho họ vào đạo. Dầu vậy, nhưng Đức Như Lai cũng không có tưởng niệm. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, ví như nhạc khí, điều chỉnh âm điệu, lấy tay đánh đó phát ra tiếng nhạc du dương, thanh thoát không phải tại nơi nhạc khí làm ra âm thanh ấy, đều do nơi các duyên hòa hợp mà có tiếng hay. Cũng vậy, ngôn từ của Đức Như Lai khai hóa tâm chúng sinh, do họ mà thuyết giáo. Với những chúng sinh ấy, Đức Như Lai diễn thuyết không có riêng tư, đều do túc duyên đã tạo lập công hạnh mà có thành quả đặc biệt diệu kỳ.
ở nơi chúng sinh Đức Như Lai siêu tuyệt bốn vốn dĩ là do sự đặc biệt diệu kỳ sẵn từ trước. Thưa Bồ Tát tịch ý, bây giờ tiếng kêu to có âm vang đến xa, âm vang ấy chẳng ở lại tại trong, chẳng ở tại ngoài, chẳng ở chặng giữa. Cũng vậy Đức Như Lai phát âm khai hóa tâm chúng sinh, lời lẽ ngôn giáo ấy chẳng từ nơi thân phát ra, cũng chẳng phải từ nơi tâm, chẳng trong, chẳng ngoài, chẳng từ, chẳng giữa. Ví như trong biển lớn có chim châu minh, có minh châu như ý, phát ánh sáng làm vừa ý tất cả mọi người. Nếu đặt minh châu ấy trên đầu ngọn phướng chiếu khắp thành thị, tùy theo lòng cầu muốn của mọi người, minh châu ấy hiện ra bảo vật, đồ dùng, vừa theo ý muốn của mọi người. Minh châu ấy vẫn không có tưởng niệm. Cũng vậy Đức Như Lai bảo tâm thanh tịnh, nắm phướng đại bi. Theo căn tánh của chúng sinh, không đâu là chẳng ứng, đều làm cho họ được khai ngộ. Dầu hiển thị giáo hóa như vậy, nhưng cũng không có tưởng niệm. Đây là sự tuyên giáo bí yếu của Đức Như Lai. Mật Tích Kim Cang lại nói với Bồ Tát Thích Ý: Tôi xem khắp trên trời và trong thế gian, các ma vương, phạm thiên, sa môn, phạm chí, chư thiên và nhân dân đều chẳng thể hạn lường được tâm, được âm thanh, ngôn từ của Đức Như Lai tuyên nói. Vì sao? Nhờ chính tôi nhớ lại ngày trước Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ở đây tại núi Linh Thiếu. Có các Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, các hội thuyết pháp tên là Tịnh Âm Tràng do Bồ Tát Di Lặc kiến lập. Đức Thế Tôn rộng vì chúng hội mà ban bố pháp âm. Lúc ấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên tự nghĩ: Ta muốn thử biết coi âm vang của Đức Như Lai đến bao xa. Liền đó Tôn giả Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi bỗng nhiên biến mất, hiện đứng trên đỉnh núi Tu Di, vẫn nghe âm thanh của Như Lai như ở gần trước mắt. Tôn giả bèn dùng thần lực bay đi đến cuối mé ngoài Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đứng trên đỉnh núi Đại Thiết Vi tột mé ngoài, vẫn còn nghe tiếng nói của Như Lai như cũ không khác, vẫn như gần bên chớ chẳng phải xa. Lúc ấy Đức Như Lai nghĩ: Đại Mục Kiền Liên muốn thử âm thanh thanh tịnh của Như Lai, ta nên trợ hiển thần túc cho ông ấy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đứng oai thần của Đức Như Lai, dùng thần túc bay qua thế giới phương Tây xa đến qua khỏi 99 hằng hà xa thế giới của chư Phật. Nơi ấy có thế giới tên Quang Minh Phan. Đức Phật ở thế giới ấy, hiệu Quang Minh Vương, Như Lai Chế Chân, đẳng chánh giác hiện đang thuyết pháp. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đến thế giới Quang Minh Phan ấy, mà vẫn nghe âm thanh của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni như tiếng nói của người đối diện. Quốc độ của Đức Phật ấy có ánh sáng rất lớn. Đức Phật Quang Minh Vương thân hình cao 40 dặm, các Bồ Tát thân hình cao 20 dặm, bát đựng đồ ăn của các Bồ Tát cao 1 dặm. Lúc ấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đi vòng trên vành bát, các Bồ Tát bạch Đức Phật Quang Minh Vương: Bạch Thế Tôn, con trùng này từ đâu đến? Mình nó mặc y phục sa môn đang đi trên vành bát. Đức Quang Minh Vương Như Lai bảo các Bồ Tát ấy: Các thiện nam cẩn thận chớ sinh lòng khinh mạng hiền giả ấy. Hiền giả tên Đại Mục Kiền Liên là đệ tử thần thông đệ nhất trong hàng thanh văn tại pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Ta Bà. Đức Quang Minh Vương Phật bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Các Bồ Tát ở cõi nước ta và các thanh văn thấy thân ông nhỏ thấp nên có lòng khinh mạng. Ông nên tự hiển thần thông và nương oai đức của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên rồi vành bát đến trước Đức Phật Quang Minh Vương, đảnh lễ dưới chân, đi quanh bảy vòng, rồi bạch: Bạch Thế Tôn, nếu con muốn thân này kiết già ngồi tại đây được chăng? Đức Phật nói: Tùy ý ông muốn. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền bay vọt lên hư không cao trăm ức trượng, hiện là một chiếc giường báu. Tôi ngồi kiết già trên giường ấy, từ giường báu ấy rủ thòng thức ăn, rủ thòng trăm ức trăm ngàn triệu sâu chuỗi châu báu. Mỗi viên châu báu trên mỗi chuỗi phóng trăm ngàn tia sáng, mỗi tia sáng đều có hoa sen báu. Trên tất cả hoa sen báu đều hiện có Phật Thích Ca Mâu Ni,
ngồi tuyên thuyết pháp âm thanh tịnh đồng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện thần thông xong, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên trở lại trước Đức Phật Quang Minh Vương. Các Bồ Tát bên ấy được chưa từng có, bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, ngài Đại Mục Kiền Liên do việc gì mà đến thế giới Quang Minh Phan này? Đức Phật nói với các Bồ Tát ấy, vì muốn biết âm vang của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xa bao nhiêu, nên ông ấy bay đến đây. Đức Phật Quang Minh Vương bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, ông chẳng nên thử âm vang của Đức Như Lai Chí Chân. Âm vang của Như Lai vô hạn, không có xa gần, mà ông muốn biết chừng hạn thì rất lầm lỗi. Dầu cho ông có dùng thần túc đi qua phương Tây, mãi không ngừng quá hằng hà xa kiếp, cũng chẳng biết được chừng hạn âm vang của Như Lai. Âm vang của chư Phật Thế Tôn rộng xa, vô hạn, siêu tuyệt vô lượng, chẳng gì ví dụ được. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên sập lạy sám hối, bạch Thế Tôn, đúng vậy, con thật kém sáng suốt. Âm thanh của Phật vô lượng mà con lại ngang bướng sinh lòng muốn biết chừng hạn xa gần. Đức Phật Quang Minh Vương bảo, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, ông đi quá xa, vượt qua khỏi 99 hàng hà xa thế giới mà đến cõi này. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch, bạch Thế Tôn, rất xa, nay thân con quá nhọc mệt, chẳng thể trở về được. Đức Phật nói, ý ông thế nào, phải chăng ông tự dùng thần lực mà đến được đây? Ông chớ quan niệm như vậy, phải biết đó là do oai đức của Phật Thích Ca Mâu Ni, nên ông mới có thể đến đây được. Ông phải vói đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, oai thần của Đức Phật ấy sẽ đem ông về đến bản quốc. Giả sử ông tự dùng thần lực, dù đi suốt một kiếp cũng không về, không đến. Lúc ông về đến sẽ không kịp thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt. Ông nghĩ thế nào? Ông có biết phải từ hướng nào để trở về chăng? Bản quốc Ta Bà ở hướng nào chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thưa, bạch Thế Tôn, con quên mất phương hướng, thật chẳng biết bản quốc ở chỗ nào. Ở hướng nào? Đức Phật dạy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở về hướng đông. Liền lúc ấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hướng về phương đông, vói kính lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi quỳ chắp tay nói kệ rằng, đấng tôn quý trời người, oai đức cao vòi vọi, trời người đều cung kính, rủ lòng thương xót con, âm vang Phật vô lượng, trí tuệ Phật không ngàn, xin hiển cõi Ta Bà, con muốn về bản quốc. Lúc ấy, tại núi Linh Thú, các vị Xá Lợi Phất nghe tiếng sướng kệ của Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đều rất ngạc nhiên. Tôn giả A Nan bước lên bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, ai tuyên kệ quy mạng kính lễ Đức Thế Tôn như vậy? Đức Phật nói, này A Nan, đó là Đại Mục Kiền Liên ở tại thế giới Quang Minh Phan của Đức Phật Quang Minh Vương Như Lai Chí Chân cách cõi này, 99 hằng hà xa thế giới về phương Tây. Ông ấy muốn trở về đây nên tuyên kệ kính lễ. Tôn giả A Nan lại hỏi, bạch Thế Tôn, duyên cớ gì mà Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đến thế giới Quang Minh Phan ấy? Đức Phật nói, này A Nan, chờ Đại Mục Kiền Liên về tới, ông sẽ hỏi ý ấy. Đại chúng đều bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con muốn được thấy thế giới Quang Minh Phan và Đức Quang Minh Vương Như Lai Chí Chân đặng chánh giác, cũng muốn được thấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đi nơi cõi ấy. Đức Phật biết lòng khao khát của chúng hội, liền từ tướng bạch hào giữa chặng mày phóng ra tia sáng lớn tên Câu Thọ, chiếu suốt qua 99 hàng hà xa thế giới đến cõi Quang Minh Phan. Chúng hội đều thấy thế giới Quang Minh Phan và Đức Quang Minh Vương Như Lai Chí Chân. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thấy tia sáng của Đức Phật liền cúi mình kính lễ. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni vói bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nương tia sáng ấy để trở về bản quốc. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nương theo tia sáng của Đức Phật, trong khoảnh khắc về đến núi Linh Thú, đánh lễ chân Đức Phật, đi quanh bảy vòng, quỳ gối, chắp tay, ăn năn tự trách. Bạch Thế Tôn, con tự mê lầm, âm vang của Đức Như Lai chẳng thể hạn lượng mà con lại muốn thử. Con đi mãi quá xa, đến đâu cũng vẫn nghe âm thanh của Đức Như Lai, y như ở gần bên như nhau không khác.
âm thanh của Đức Như Lai thật là vội vội không ngàn mé. Đức Phật nói, đúng như lời ông nói, âm thanh của Đức Như Lai suốt đến xa không lấy gì ví dụ được. Muốn biết âm thanh của Đức Như Lai vang đến xa gần, cũng như là đo hư không muốn biết ngàn mé, như hư không cùng khắp vô biên, tiếng nói của Đức Như Lai vang suốt không ngàn mé. Thưa Bồ Tát Thích Ý, đang lúc nói phẩm Đại Mục Kiền Liên đi và về, ở trong pháp hội ấy có 1 vạn người phát tâm vô thượng bồ đề. Đây là ngôn từ bí mật của Đức Như Lai. Thưa Bồ Tát Thích Ý, Bồ Tát nghĩ thế nào, tâm niệm của tất cả chúng sinh có thể biết được chăng? Bồ Tát Thích Ý nói, tâm niệm của một người, tư tưởng khó hạn định, giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, suốt cả một kiếp, cùng tính đếm nhiều ít cũng chẳng biết được, huống là tâm niệm tư tưởng của tất cả chúng sinh. Như vậy không thể hạn lượng được. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, thưa Bồ Tát Thích Ý, theo lời Bồ Tát nói, như hạn lượng của tâm tưởng tất cả chúng sinh, âm thanh diện nói của chư Phật cũng vô hạn như thế, huống là tâm tánh của tất cả chúng sinh, không có hình tưởng, không thể tính đếm hay ví dụ được. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ liền nói kể rằng, chúng sinh cõi đại thiên đều khiến thành duyên giác, một người trong một kiếp tâm niệm chẳng biết được. Tất cả tâm tưởng niệm Đức Phật đều biết rõ, Phật dùng tâm vô tưởng đều biết tất cả niệm. Tưởng niệm trong 3 đời của tất cả chúng sinh, pháp từ miệng Thế Tôn ban khắp đều hiểu rõ. Tùy chúng sinh tưởng niệm Phật tuyên giảng kinh điển, âm thanh âm ấy tại tâm mà diễn nên đạo pháp. Như tất cả chúng sinh nghĩ tưởng các danh sắc, một lông chân của Phật phóng ánh sáng cũng vậy. Như danh sắc tâm niệm của tất cả chúng sinh, thanh âm của Phật diễn hơn số tưởng của chúng. Phật ban tuyên tất cả, dẫn dụ kể tưởng niệm. Tiếng kia chẳng thôi nghĩ, lời Phật không ngàn mé. Ai có thể mến lời, không sắc nói, không nói. Không sắc không có nói, tiêu diệt không sắc trần. Giả sử trần không sắc, tất cả chẳng thể được, do vì không sắc trần, rốt ráo chẳng thể được. Dù nói nhưng chẳng thật, không trong cũng không ngoài, trần lao đồng hư không, nên gọi không trong ngoài. Lời nói chẳng thể được, Phật nói suốt 10 phương, trần lao cũng vô hạn. Đây kiến lập nơi chỗ, lời nói thượng trung hạ của tất cả chúng sinh. Không thân khẩu ý nghiệp, cũng chẳng bỏ cũng chẳng lấy. Dường như sướng kỹ kia âm nhạc của chư thiên, cũng không thân khẩu nghiệp mà âm thanh hòa khắp, tâm chúng sinh cũng vậy. Vốn thanh tịnh như thế, Phật đều ban lời dạy, tâm Phật không tưởng niệm. Ví như vang theo tiếng, không trong cũng không ngoài, lời Phật nói cũng vậy, không trong không ở ngoài. Vô niệm như diệu bảo, lời Phật đẹp chúng sinh, lời Phật không vọng tưởng, lợi ích cho mọi loài. Mật Thế Kim Cang Lực Sĩ nói với Bồ Tát Thích Ý, đó là khẩu ngôn bí yếu của Đức Như Lai. Lại khẩu bí yếu của Đức Như Lai, tùy theo âm thanh ấy mà vị chúng sinh thuyết pháp khai hóa. Cõi đại thiên này, giả sử có bao nhiêu loài, Đức Như Lai chỉ chân tuyên bố dạy dỗ, tiếng nói của họ cùng những danh hiệu, chẳng thể kể hết chí thành giáo hóa. Đây gọi là khổ tập diệt đạo, gọi là địa thần ủng hộ, tâm Phật kiên cố. Bản ý ở nơi đây, thần chú rằng, A Bì, A Bà Mâu Lê, Già A Ha, Na Di, Kha Ca U Đầu. Thần chú này hộ trì tất cả, thế nên gọi là khổ tập diệt đạo. Trong hư không, tất cả chư thiên đều khen lời nói ấy, đồng tuyên chú rằng, Hoặc Tri, A Hoặc Tri, A Hoặc Tra Ca Di, A Hòa Ni, Nê Lê. Thần chú này cứu hộ tất cả, thế nên gọi là khổ tập diệt đạo. Chư thiên ật trời tứ thiên vương là nói chú rằng, Ine Yine Đa Bế Đa Đa Bế Di Lô. Thần chú này cứu tất cả chúng sinh, thế nên gọi là pháp khổ tập diệt đạo. Chư thiên ở trời Đao Lợi nói chú rằng, quán tập chủ diệt hết là không nêu lên điều cốt yếu.
Thần chú này cứu hộ tất cả chúng sinh hồi chuyển. Chư thiên ở trời Dạ Ma thứ ba nói chú rằng: Thủ Lê Đạo La, Tư Hòa Lê Đạo La, Tê Tuy Gia, Đạo Tê Tuy Gia, Bỉ Hòa Ni. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên ở trời Đâu Xuất thứ tư nói chú rằng: Một mình chạm mặt trở lại chướng nghiệp. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên ở trời Hóa Lạc thứ năm nói chú rằng: Chỗ tế độ đều độ hết, ủng hộ người tế độ chủ yếu độ người nữ. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên ở trời Tam Hóa Tự Tại thứ sáu nói chú rằng: A hô sự nghiệp, hô hòa nê di, a la ni hàm. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên phạm thiên ở cõi trời thứ bảy nói chú rằng: Có sự nghiệp, giống sự nghiệp, cây nhân duyên để độ nhân duyên. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên phạm thân ở cõi trời thứ tám nói chú rằng: Thanh minh, tạo thanh tịnh, gió thanh tịnh, động thanh tịnh. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên phạm mãn ở cõi trời thứ chín nói chú rằng: Vô cực đệ, câu tương khứ, đạo ngự chủ, niệm kiên yếu. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên phạm độ ở cõi trời thứ 10 nói chú rằng: hòa na tán đề, hòa na ha ha na, hòa na câu ma na. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên đại phạm ở cõi trời thứ 11 nói chú rằng: mộc mật tiên, bỉ diệt tiên ấn thị. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên quang diệu ở cõi trời thứ 12 nói chú rằng: Y hài hài, tương hài khứ, thân cận. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên thiệu quang ở cõi trời thứ 13 nói chú rằng: Lấy bỏ, không bỏ nhau, không khiến bỏ, không chỗ đến. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên vô lượng quang ở cõi trời thứ 14 nói chú rằng: Quán tập đều cung tập, tập diệt hết, tập vô lượng. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên quan âm ở cõi trời thứ 15 nói chú rằng: Để đoạn hết, đoạn tự tại, thuận theo hòa, thường thanh tịnh, thần chú này cứu độ tất cả. Chư thiên ước tịnh ở cõi trời thứ 16 nói chú rằng: Có chỗ đến, có thể về, gần chỗ đến, để gần chỗ đến, thần chú này cứu độ tất cả. Chư thiên thiệu tịnh ở cõi trời thứ 17 nói chú rằng: thanh tịnh, tịnh rồi lại tịnh, trở về thanh tịnh, thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên vô lượng tịnh ở cõi trời thứ 18 nói chú rằng: Không có ngã, không ngô ngã, chẳng phải cống cao tự đại. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên tịnh nan đệ ở cõi trời thứ 19 nói chú rằng: Giải thoát để độ tích giải, độ vốn cận giải. Thần chú này cứu hộ tất cả. Chư thiên quảng quả cõi trời thứ 20, chư thiên ngự từ cõi trời thứ 21 nói chú rằng: Lấy vô tác, vô sở tác, trừ sở tác cứu cánh. Thần chú này cứu hộ tất cả. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói: Đây gọi là khổ tập diệt đạo, nên phải phụng hành, nên phải khai hóa mà theo luật giáo hiển nghiệp, hiển hiện nghiệp vi, diệu vô cực. Chư thiên ly từ cõi trời thứ 22, chư thiên giả sử cõi trời thứ 23, chư thiên thiện hiện cõi trời thứ 24, chư thiên cứu khánh cõi trời thứ 25, cõi tịnh cư có bốn cõi trời, đó là chư thiên phụng hành, quyết liễu nhất xứ cứu cánh, chư thiên chân cứu cánh, chư thiên vô sân khỏe và chư thiên bất thân cận, thứ Bồ Tát tịch ý, chư thiên ấy lập thể chí thành, lợi ích chúng sinh như vậy, chư quỷ thần Dạ Xoa, Cà Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, quỷ thần Ca Lư Tích và quỷ thần Trì Hoa, những ngôn từ tuyên dạy của họ đều riêng khác nhau. Những nước lớn ở Diêm Phù Đề này có 1.000, mỗi nước lớn đều có riêng, có quận lớn. Riêng 16 nước lớn ở đây đều nhiếp hộ lẫn nhau bằng trị chính, mỗi nước đều khác nhau. Tất cả loài người và các hàng phi nhân, ngôn ngữ của họ đều khác nhau, âm thanh chẳng đồng, lời có khinh trọng. Như Lai Thánh Tuệ tùy theo âm hưởng và tùy thời, đưa vào làm cho đúng,
có danh hiệu và chủng loại, như Thất Chủng là dòng họ Thất, An Tức, Nguyệt Chi, Đại Tần, Kiếm Phù, Néo Động, Khâu Từ, Vu Điền, Sa Lạc, Thiền Thiện, Ô Kỳ. Các nước trước sau như Hung Nô, Tiền Ti, Ngô, Thục, Tần và các giống di địch như Thalada, Ngu Dân, Giả Nhân, cùng các tu mang gia chú, xứ nữ nhân, nước Mâu Đậu Tra, nước Nhân Duyên, nước Ba La Nại, nước Số Thụ, nước Kim Bản, nước Tỳ La Bản, nước Kỳ Tỳ Sa, nước Ích Bản, nước Thượng Bản, nước Tha Đàm, và các nước ở phía Bắc, phía Tây cho đến trong biển các loài thủy tộc và các thủy thần, ngôn ngữ đều khác nhau, chi tháo của họ chẳng đồng, âm thanh cũng sai khác. Đức Như Lai chỉ chân tùy theo ngôn ngữ âm thanh của họ mà nhập vào trong ấy, rồi khai thị giáo hóa họ, xây dựng họ nơi chánh chân. Thưa Bồ Tát Thích Ý, cõi đại thiên này có 84 ức trăm ngàn vạn loài chúng sinh, ngôn ngữ của họ đều khác nhau, tính kể tất cả đều quy về một nghĩa, trí tuệ chí chân, chí thành không phẫn nộ. Đây là ngôn từ bí yếu của Đức Như Lai. Thưa Bồ Tát Thích Ý, ngôn từ của Đức Như Lai giải quyết lưới nghi của tất cả chúng sinh, làm cho họ không còn kết xử. Tất cả chúng sinh, mười phương, chủng loại nhiều hơn đất đại địa, gây nghiệp riêng khác, Đức Như Lai đều làm cho hết tội đến được thân loài người. Do thân người từ tư tưởng phát sinh trí tuệ biện tài, dũng mãnh như Trưởng lão Xá Lợi Phất, hợp tất cả vào trí tuệ của một bậc thánh, khi tất cả chúng sinh đều được trí tuệ thánh minh như trước. Như vậy trong một kiếp, nếu qua một kiếp mà trí tuệ thiền tư quán sát, các tưởng đã tìm rõ gốc ngọn của một người mà không giáo huấn được thì phải theo hai người để được dạy dỗ. Trí tuệ sáng suốt nhờ đó giải tỏa sự nghi ngờ của chúng sinh để đi đến chỗ Như Lai. Như Lai chỉ trong khoảnh khắc như gãy móng tay, nói rõ tất cả gốc ngọn. Đại Thánh là như vậy, thường đem nhất tâm nhập vào tâm niệm tất cả chúng sinh, có thể phân biệt vì có trí tuệ sáng suốt. Chỉ cần một ngôn từ là quyết đoán hết lưới nghi, tất cả được trí tuệ, được hân hoan vì được nghe Như Lai, đạt đến trí tuệ sáng suốt. Như Lai khiến cho tất cả rõ ràng, rồi dùng ý tịch tỉnh Như Lai giải quyết tất cả nghi ngờ trước sau, khiến không còn dư sót. Đó là ngôn từ bí yếu của Như Lai nhập âm hưởng vào trong ngôn giáo. Những việc như vậy không thể nói hết. Ngôn từ của Đức Như Lai chẳng thể hạn lượng được, không gì ví dụ được. Lúc nói ngôn từ bí yếu của Đức Như Lai, có 22.000 chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề. Tất cả chúng hội được chưa từng có, tất cả được nghe mật tích Kim Cang Lực Sĩ nói về sự nghiệp ngôn từ bí mật của Như Lai, mọi người đều vui mừng, từ tòa ngồi đứng dậy, cúi đầu tự quy mật tích Kim Cang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp kẻ, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.